Đệ nhất kiếm thần. Diệp Huyên. Chương 266, tiện đường giết người. Khi bọn họ đang rơi vào trong tuyệt cảnh, đột nhiên có một tên kỵ binh đường quốc đột nhiên chạy tới. Tên kỵ binh này mau chóng tiến tới trước mặt tên nam tử mặt nạ, thủ lĩnh của Hắc Đao vệ, sau đó quỳ một gối xuống báo, Bùi Nguyên soái có lệnh, Hắc Đao vệ và Cảm Tử Doanh lập tức chạy tới lưỡng giới thành. Nam tử đeo mặt nạ lập tức rút trường đao ra, gác trên cổ tên kỵ binh kia, giận dữ nói, ngươi nói gì hả? Tên kỵ binh kia nhìn thẳng vào tên nam tử đeo mặt nạ cựu công chúa của Khương quốc đột nhiên đánh úp, lưỡng giới thành thiếu hụt nhân thủ trầm trọng, nếu như nhóm người Bùi Nguyên soái bại trận, vậy đại quân Khương quốc sẽ có thể tiến vào trong lãnh thổ đường quốc chúng ta. Mời đao thống lĩnh và Cảm Tử Doanh lập tức tiến tới đó hỗ trợ. Khương quốc. Sắc mặt nam tử đeo mặt nạ trở nên dữ tợn, Khương quốc chết tiệt. Nói xong, gã nhìn về phía nhóm người Diệp Huyên ở cách đó không xa. Hiện giờ nhóm người Diệp Huyên đã bị bao vây, có thể nói tối đa thêm một canh giờ nữa là bọn chúng có thể từ từ giết chết đám người Diệp Huyên. Bây giờ từ bỏ thì đúng là thất bại trong gang tấc. Lúc này tên kỵ binh kia trầm giọng nói, xin đao thống lĩnh hãy lấy đại cục làm trọng. Đại cục làm trọng. Nam tử đeo mặt nạ nhìn chằm chằm vào nhóm người Diệp Huyên ở nơi xa, đương nhiên là gã không cam tâm khi phải từ bỏ vào lúc này. Nhưng nếu như không từ bỏ, vì tiêu diệt đám người Diệp Huyên, đường quốc không chỉ phái binh sĩ từ các nơi tới mà còn điều Cảm Tử Doanh từ lưỡng giới thành tới đây, vì vậy mới khiến binh lực của lưỡng giới thành không đủ. Nhưng gã không thể ngờ rằng dưới tình huống các mặt đều có địch, Khương Cửu vẫn dám chủ động tấn công. Báo. Đúng lúc này, có một tên kỵ binh chạy nhanh tới, tên kỵ binh kia tiến đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ, Bùi Nguyên soái có lệnh, lệnh cho các ngươi mau chóng quay về lưỡng giới thành hỗ trợ, kẻ trái lệnh, chém. Kẻ trái lệnh, chém. Ánh mắt nam tử đeo mặt nạ trở nên dữ tợn, đáng sợ vô cùng. Một lúc sau, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên gầm lên, rút lui. Nam tử đeo mặt nạ vừa nói xong, những binh sĩ kia đột nhiên ngừng lại, sau đó rút lui như thủy triều. Nam tử đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn mấy người Diệp Huyên, sau đó quay đầu thúc ngựa rời đi. Đại quân lui rất nhanh, đám người Hạ Hầu Đao khi thấy đại quân rút lui thì cũng rút theo. Bọn chúng hiểu rất rõ nếu như không có đại quân kiềm chế, bọn chúng sẽ lập tức phơi thây nơi đầu đường. Mấy người Diệp Huyên lập tức ngồi bệt xuống đất, xung quanh bọn họ toàn là thi thể, khắp nơi đều tỏa ra mùi máu tanh vô cùng khó ngửi. Hiện giờ Diệp Huyên nằm dài ra đất, lúc này hắn đã không còn sức nữa rồi. Đúng là giết tới mềm tay. Không chỉ là hắn, mấy người Lục Bán Trang cũng như vậy. Giết tới mức cạn kiệt sức lực. Lúc này, Bát Lô Chủ xuất hiện trước mặt đám người Diệp Huyên, Bát Lô Chủ nhìn về phía xa, cựu công chúa của Khương quốc đã ra tay. Tiểu cửu. Diệp Huyên ngồi dậy, nàng ấy ra tay hả? Bát Lô Chủ gật đầu, nửa canh giờ trước nàng ấy đột nhiên phái 70.000 thiết kỵ tấn công thẳng vào đại quân của Bùi Khiếu Hổ. Chủ lực của Bùi Khiếu Hổ chính là Hắc Đao Vệ và Cảm Tử Doanh, không có hai đội quân chủ lực này, thực lực đại quân của y sẽ bị giảm nhiều. Chính vì nguyên nhân này, số đại quân kia mới lập tức rút lui. Nói tới đây, ông ta nhìn Diệp Huyên, nói chắc hẳn nàng ấy đã kiềm chế Cảm Tử Doanh và Hắc Đao Vệ. Dưới tình trạng hai bề của Khương quốc đều có địch mà nàng ấy dám xuất quân, sự quyết đoán và gan dạ của nàng ấy khiến ai ai cũng phải bất ngờ. Diệp Huyên trầm giọng nói, liệu nàng ấy có gặp nguy hiểm hay không? Bát Lâu Chủ lắc đầu, nàng ấy là một người thông minh, hiện giờ chắc chắn sẽ không chết chung với đường quốc đâu. Nếu như ta đoán không sai thì chờ khi Cảm Tử Doanh và Hắc Đao Vệ quay về, nàng ấy sẽ lập tức rút binh, lui về lưỡng giới thành. Thật ra lần xuất binh này của nàng ấy là vì giúp ngươi. Lúc này tâm trạng của Diệp Huyên khá phức tạp, đương nhiên hắn hiểu được ý định của Khương Cửu. Bát Lâu Chủ trầm giọng nói, Túy Tiên Lâu ta đã nhận được tình báo, người đứng đầu trên bảng Võ Thanh Châu đã chạy về phía bên này, ngoài đó ra còn có đế quốc Đại Vân ở Đại Vân Cảnh nữa, thực lực của đế quốc này không thể khinh thường được. Cho dù hiện giờ bọn họ không mạnh mẽ như thời kỳ đỉnh cao nhưng nội tình thì vẫn còn nguyên. Trừ đó ra, Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm ở Trung Thổ Thần Châu cũng phái người tới, sợ rằng họ đã tiến vào Thanh Châu rồi. Nói tới đây, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm nghị. Chuyện này quả thật rất nghiêm trọng. Bởi vì hiện giờ ông ta đã nhận ra Học viện Thương Mộc và Thế Giới Ngầm rõ ràng đã hạ quyết tâm giết chết Diệp Huyên, cả hai thế lực siêu cấp này đã không tiếc bất kỳ cái giá nào nữa rồi. Thật ra hai thế lực này cũng không còn đường lùi.
Nếu như Diệp Huyên trỗi dậy thì chắc chắn sẽ báo thù, còn bọn chúng thì không thể quỳ xuống nhận lỗi được. Cho dù kiếm tiên mạnh mẽ nhưng vẫn chưa mạnh đến mức để hai thế lực này từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ tất cả để nhận lỗi. Về phần Diệp Huyên, nếu như bây giờ hắn không chết, có được một vị kiếm tiên dạy dỗ thì không ai có thể biết được tương lai của hắn sẽ đạt tới cấp độ nào. Hai thế lực đều không dám để mặc Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành. Đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì Diệp Huyên, hai thế lực này cũng muốn lấy lại danh dự. Phải biết chuyện mấy vị tôn giả bảo vệ của Học viện Thương Mộc và cường giả thế giới ngầm bị giết chết đã lan truyền ra khắp Thanh Châu rồi. Lúc này, Lục Bán Trang ở gần đó đột nhiên lên tiếng, chậm nhất hai ngày nữa là người của ta sẽ tới đây. Bát Lâu Chủ và Diệp Huyên nhìn về phía Lục Bán Trang, Lục Bán Trang từ từ đi về phía xa, nàng tìm được thi thể của Thương Việt giữa một đống thi thể. Đám người Diệp Huyên đi tới trước thi thể của Thương Việt, nhìn thi thể Thương Việt, mặt Lục Bán Trang không chút cảm xúc, bọn chúng muốn đánh vậy thì đánh nào. Đánh. Lăng Hàn ở cạnh đó cũng gần giọng, đánh với chúng thôi. Nhanh nhất thì hai ngày nữa là đường ca của ta sẽ tới. Đánh. Mọi người hoàn toàn nhất trí. Lục Bán Trang quay người nhìn Diệp Huyên, có tính toán gì không hả? Tính toán. Mấy người Giả Ly đều nhìn về phía Diệp Huyên. Bát Lâu Chủ nhìn về phía Diệp Huyên, nói thật thì đến lúc này thì chính ông ta cũng cảm thấy thấp thỏm. Bởi vì chuyện này đã quá lớn rồi. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, trước tiên an táng cho Thương Việt đã. Mọi người gật đầu. Nửa canh giờ sau đám người Thương Việt đã an táng Thương Việt ở trong rừng rậm. Đứng trước bia mộ, Lục Bán Trang nhìn chiếc nhẫn ở trong tay nàng ta, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé, chuyện hậu sự cứ giao cho chúng ta. Nói xong mọi người cúi sâu người xuống. Sau khi ra khỏi rừng rậm, đám người Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, nơi này cách đế đô Đường Quốc chưa đầy 800 dặm, các người có muốn tới đế đô Đường Quốc để giết người không? Tới đế đô. Mọi người nhìn Diệp Huyên, không nói gì cả. Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói đế đô Đường Quốc rất giàu có, nếu đã tốt thì chắc chắn phải tới xem, tiện đường giết người luôn. Chương 267, tính cách của Diệp Huynh có phần táo bạo. Đế đô Đường Quốc. Nửa canh giờ sau, 12 người Diệp Huyên tiến thẳng tới đế đô. Trên đường đi, Lục Bán Trang ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, có cần xin cứu viện hay không? Ta quen một đội lính đánh thuê ở Trung Thổ Thần Châu, giá không quá đắt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, ngươi liên hệ đi. Lục Bán Trang gật đầu, không nói gì nữa. Trước Quý Nam Thành, Bát Lâu Chủ nhìn nhóm người Diệp Huyên tiến tới đế đô, ông ta thở dài một tiếng, tuổi trẻ đều nhiệt huyết như vậy mà. Thật ra ông ta muốn khuyên đám người Diệp Huyên rời khỏi Đường Quốc. Nhưng đám người Lục Bán Trang lại không ai chịu rời đi cả. Bị bắt nạt. Vậy đương nhiên phải đánh lại. Đây là một đám người dám đánh dám liều, hơn nữa thù rất dai. Đặc biệt là Diệp Huyên, hắn thù cực dai luôn. Vốn Túy Tiên Lâu định phái người đi theo nhóm Diệp Huyên tới đế đô, nhưng lại bị Diệp Huyên từ chối. Đối với Diệp Huyên thì Túy Tiên Lâu đã làm quá nhiều rồi. Bởi vì hành động giúp đỡ này, Túy Tiên Lâu đã từ bỏ tất cả sản nghiệp ở Đường Quốc. Đã quá nhiều rồi. Lưỡng Giới Thành. Khi Hắc Đao Vệ và Cảm Tử Doanh quay về phòng thủ, Khương Cửu đã dẫn theo đại quân lùi về Lưỡng Giới Thành. Trên tường thành, Khương Cửu mặc một bộ giáp bạc. Nàng ấy nhìn về phía chân trời xa xa, nói nhỏ, nhất định phải quay về đó. Trên một đỉnh núi, Hạ Hầu Đao và hơn 10 tên Hắc Đao vệ quỳ ở đó. Trước mặt đám người Hạ Hầu Đao không xa là một người đàn ông trung niên, hai tay người này chắp ở sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Người này chính là viện trưởng Học viện Thương Mộc Thanh Châu, Mạc Thanh Huyền. Không biết bao lâu sau, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, đứng lên cả đi. Lúc này đám người Hạ Hầu Đao mới đứng lên. Mạc Thanh Huyền nói, đám người này tới từ Trung Thổ Thần Châu. Trước đó ta chưa ra mặt, trước khi chưa điều tra rõ lai lịch của bọn họ thì không được ra tay đâu, đừng nên vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ địch. Nếu như sớm biết mấy người Lục Bán Trang tới từ Trung Thổ Thần Châu thì ông ta sẽ không ra tay với mấy người Lục Bán Trang. Đáng tiếc giờ đã chọc tới họ rồi. Hòa bình hả? Không thể nào hòa bình được nữa. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, tiếp theo phải làm gì đây? Mạc Thanh Huyền mỉm cười, nói, chờ đã, chờ người tới. Hiện giờ kẻ địch của hắn không chỉ là Học viện Thương Mộc ta và thế giới ngầm nữa,
ta muốn xem Diệp Huyên có thể yêu nghiệt tới mức nào. Ta cũng muốn xem vị kiếm tiên ở sau lưng hắn liệu có thể bảo vệ được hắn hay không. Nhóm người Diệp Huyên đang phi nước đại trong dãy núi mênh mông. Đế đô Đường Quốc. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, bên cạnh hắn là nhóm Lục Bán Trang. Không biết bao lâu sau, nhóm Diệp Huyên đã tới đế đô Đường Quốc, nhưng lần này bọn họ không hề trắng trợn tiến vào đế đô mà âm thầm xâm nhập vào trong. Bởi vì đế đô không hề giới nghiêm toàn thành nên nhóm người Diệp Huyên dễ dàng lén lút tiến vào bên trong. Trên một con đường vắng vẻ nào đó, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi, đi đâu hả? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Hiện giờ Diệp Huyên và Lục Bán Trang chính là trung tâm của đoàn đội nhỏ này. Bọn họ đều bội phục Diệp Huyên, bởi vì lần nào đánh nhau, Diệp Huyên và Lục Bán Trang cũng xông lên đầu tiên, hơn nữa cả hai đều là người đánh nhau giỏi nhất. Diệp Huyên ngẩng mặt nhìn về phía xa, học viện Thương Mộc. Lục Bán Trang trầm giọng nói, cường giả vạn pháp cảnh. Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, nhe răng cười cược, cược rằng bọn chúng không dám dùng tới cường giả vạn pháp cảnh. Nói xong, hắn rảo bước đi tới trước. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, Dạ Ly ở bên cạnh nàng ta trầm giọng nói, tính cách của Diệp Huynh có phần táo bạo đó. Lục Bán Trang bình thản nói, đó là đức tính tốt. Dạ Ly. Một lúc sau, mọi người đã đi tới Học viện Thương Mộc ở Đường Quốc. Học viện Thương Mộc ở Đường Quốc cũng được xây dựng ở trên một ngọn núi, nhưng nếu so với Học viện Thương Mộc ở Khương Quốc thì vẫn kém đôi chút. Dù sao Học viện Thương Mộc ở Khương Quốc đã từng xuất hiện nhân vật như Cổ Thiên Trần. Ở dưới núi, Dạ Ly bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, Diệp Huynh, chúng ta tiến đánh học viện này thật hả? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tiến đánh một tòa học viện. Trước kia chưa từng làm việc này đâu. Diệp Huyên gật đầu, đánh. Dạ Ly do dự vài giây, sau đó nói, đánh như thế nào? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên núi, đánh thẳng lên núi. Vừa dứt lời, kiếm liên tú đột nhiên từ trong cơ thể bay ra ngoài, sau đó Diệp Huyên cầm kiếm xông thẳng lên trên núi. Lăng Hàn bên cạnh Lục Bán Trang ngẩn ra, sau đó nói, xông thẳng tới sao? Không cần nói mấy lời mở đầu hả? Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó nàng ta cũng xông tới. Rất nhanh, 12 người cùng nhau tiến tới Học viện Thương Mộc. Trắng trợn tiến đánh. Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên từ trong Học viện Thương Mộc, người nào dám đến Học viện Thương Mộc ta? Diệp Huyên cầm đầu cười gằn, đáp, là ông nội Diệp Huyên của ngươi đây. Diệp Huyên. Toàn bộ Học viện Thương Mộc kinh ngạc. Hiện giờ có ai ở Thanh Châu không biết tới cái tên Diệp Huyên chứ? Tông sư võ đạo. Tông sư kiếm đạo. Quan trọng nhất là hắn có một vị kiếm tiên chống lưng cho. Rất nhanh, vô số cường giả của Học viện Thương Mộc đã ngăn cản trước mặt Diệp Huyên. Ông lão cầm đầu đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột ngột bổ thẳng về phía đối phương. Nhất kiếm định sinh tử. Trong một kiếm này mang theo chiến ý và kiếm ý. Khi nhìn thấy lực lượng trong một kiếm này của Diệp Huyên, đồng tử ông lão co rụt lại. Tay phải ông ta hóa thành trường, đánh xuống, sau đó tay ông ta hất lên phía trên. Mặt đất trước mặt ông ta bị nhấc lên, nhưng hành động này không thể ngăn cản được nhát kiếm này của Diệp Huyên, kiếm của Diệp Huyên chém thẳng xuống. Ông lão lập tức bị đánh bay ra bên ngoài, nhưng ngay khi ông ta vừa mới bay ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bóng người này giơ chân lên đá ngang thẳng vào đầu đối phương. Đầu ông lão lập tức bị bay ra bên ngoài. Bóng người này chính là Lục Bán Trang. Khi thấy ông lão bị giết chết trong nháy mắt, đám học viên của Học viện Thương Mộc có mặt ở đó đều ngây ra. Ông lão này là phó viện trưởng Học viện Thương Mộc, cường giả thần hợp cảnh đỉnh cao đó. Vậy mà bị giết chết chỉ trong nháy mắt sao? Chương 268, xin người đó, đánh ta đi, thật mà. Đế đô Đường Quốc. Nửa canh giờ sau, 12 người Diệp Huyên tiến thẳng tới đế đô. Trên đường đi, Lục Bán Trang ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, có cần xin cứu viện hay không? Ta quen một đội lính đánh thuê ở Trung Thổ Thần Châu, giá không quá đắt. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu, được, ngươi liên hệ đi. Lục Bán Trang gật đầu, không nói gì nữa. Trước Quý Nam Thành, Bát Lâu chủ nhìn nhóm người Diệp Huyên tiến tới đế đô, ông ta thở dài một tiếng, tuổi trẻ đều nhiệt huyết như vậy mà. Thật ra ông ta muốn khuyên đám người Diệp Huyên rời khỏi Đường Quốc. Nhưng đám người Lục Bán Trang lại không ai chịu rời đi cả. Bị bắt nạt,
Vậy đương nhiên phải đánh lại. Đây là một đám người dám đánh dám liều, hơn nữa thủ rất dai. Đặc biệt là Diệp Huyên, hắn thủ cực dai luôn. Vốn Túy Tiên Lâu định phái người đi theo nhóm Diệp Huyên tới đế đô, nhưng lại bị Diệp Huyên từ chối. Đối với Diệp Huyên thì Túy Tiên Lâu đã làm quá nhiều rồi. Bởi vì hành động giúp đỡ này, Túy Tiên Lâu đã từ bỏ tất cả sản nghiệp ở Đường Quốc. Đã quá nhiều rồi. Lưỡng Giới Thành. Khi Hắc Đao Vệ và Cảm Tử Doanh quay về phòng thủ, Khương Cửu đã dẫn theo đại quân lùi về Lưỡng Giới Thành. Trên tường thành, Khương Cửu mặc một bộ giáp bạc, nàng ấy nhìn về phía chân trời xa xa, nói nhỏ, nhất định phải quay về đó. Trên một đỉnh núi, Hạ Hầu Đao và hơn 10 tên Hắc Đao Vệ quỳ ở đó. Trước mặt đám người Hạ Hầu Đao không xa là một người đàn ông trung niên, hai tay người này chắp ở sau lưng, mắt nhìn về phía trước. Người này chính là viện trưởng học viện Thương Mộc Thanh Châu, Mạc Thanh Huyền. Không biết bao lâu sau, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, đứng lên cả đi. Lúc này đám người Hạ Hầu Đao mới đứng lên. Mạc Thanh Huyền nói, đám người này tới từ Trung Thổ Thần Châu. Trước đó ta chưa ra mặt, trước khi chưa điều tra rõ lai lịch của bọn họ thì không được ra tay đâu, đừng nên vô duyên vô cớ trêu chọc một kẻ địch. Nếu như sớm biết mấy người Lục Bán Trang tới từ Trung Thổ Thần Châu thì ông ta sẽ không ra tay với mấy người Lục Bán Trang. Đáng tiếc giờ đã chọc tới họ rồi. Hòa bình hả? Không thể nào hòa bình được nữa. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, tiếp theo phải làm gì đây? Mạc Thanh Huyền mỉm cười, nói chờ đã, chờ người tới. Hiện giờ kẻ địch của hắn không chỉ là học viện Thương Mộc ta và thế giới ngầm nữa, ta muốn xem Diệp Huyên có thể yêu nghiệt tới mức nào. Ta cũng muốn xem vị kiếm tiên ở sau lưng hắn liệu có thể bảo vệ được hắn hay không. Nhóm người Diệp Huyên đang phi nước đại trong dãy núi mênh mông. Đế đô Đường Quốc. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, bên cạnh hắn là nhóm Lục Bán Trang. Không biết bao lâu sau, nhóm Diệp Huyên đã tới đế đô Đường Quốc, nhưng lần này bọn họ không hề trắng trợn tiến vào đế đô mà âm thầm xâm nhập vào trong. Bởi vì đế đô không hề giới nghiêm toàn thành nên nhóm người Diệp Huyên dễ dàng lén lút tiến vào bên trong. Trên một con đường vắng vẻ nào đó, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi, đi đâu hả? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyên. Hiện giờ Diệp Huyên và Lục Bán Trang chính là trung tâm của đoàn đội nhỏ này. Bọn họ đều bội phục Diệp Huyên, bởi vì lần nào đánh nhau, Diệp Huyên và Lục Bán Trang cũng xông lên đầu tiên, hơn nữa cả hai đều là người đánh nhau giỏi nhất. Diệp Huyên ngẩng mặt nhìn về phía xa, học viện Thương Mộc. Lục Bán Trang trầm giọng nói, cường giả vạn pháp cảnh. Khóe miệng Diệp Huyên cong lên, nhe răng cười cược, cược rằng bọn chúng không dám dùng tới cường giả vạn pháp cảnh. Nói xong, hắn rảo bước đi tới trước. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, Dạ Ly ở bên cạnh nàng ta trầm giọng nói, tính cách của Diệp Huynh có phần táo bạo đó. Lục Bán Trang bình thản nói, đó là đức tính tốt. Dạ Ly. Một lúc sau, mọi người đã đi tới Học viện Thương Mộc ở Đường Quốc. Học viện Thương Mộc ở Đường Quốc cũng được xây dựng ở trên một ngọn núi, nhưng nếu so với Học viện Thương Mộc ở Khương Quốc thì vẫn kém đôi chút. Dù sao Học viện Thương Mộc ở Khương Quốc đã từng xuất hiện nhân vật như Cổ Thiên Trần. Ở dưới núi, Dạ Ly bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên lên tiếng, Diệp Huynh, chúng ta tiến đánh học viện này thật hả? Mọi người đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tiến đánh một tòa học viện. Trước kia chưa từng làm việc này đâu. Diệp Huyên gật đầu, đánh. Dạ Ly do dự vài giây, sau đó nói, đánh như thế nào? Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn lên trên núi, đánh thẳng lên núi. Vừa dứt lời, kiếm Liên Tú đột nhiên từ trong cơ thể bay ra ngoài, sau đó Diệp Huyên cầm kiếm xông thẳng lên trên núi. Lăng Hàn bên cạnh Lục Bán Trang ngẩn ra, sau đó nói, xông thẳng tới sao? Không cần nói mấy lời mở đầu hả? Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, ngay sau đó nàng ta cũng xông tới. Rất nhanh, 12 người cùng nhau tiến tới Học viện Thương Mộc. Trắng trợn tiến đánh. Đúng lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên từ trong Học viện Thương Mộc, người nào dám đến Học viện Thương Mộc ta? Diệp Huyên cầm đầu cười gằn, đáp, là ông nội Diệp Huyên của ngươi đây. Diệp Huyên. Toàn bộ Học viện Thương Mộc kinh ngạc. Hiện giờ có ai ở Thanh Châu không biết tới cái tên Diệp Huyên chứ? Tông sư võ đạo. Tông sư kiếm đạo. Quan trọng nhất là hắn có một vị kiếm tiên chống lưng cho. Rất nhanh, vô số cường giả của Học viện Thương Mộc đã ngăn cản trước mặt Diệp Huyên. Ông lão cầm đầu đang định lên tiếng thì Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy lên,
hai tay cầm kiếm đột ngột bổ thẳng về phía đối phương. Nhất kiếm định sinh tử. Trong một kiếm này mang theo chiến ý và kiếm ý. Khi nhìn thấy lực lượng trong một kiếm này của Diệp Huyên, đồng tử ông lão co rụt lại, tay phải ông ta hóa thành trường, đánh xuống, sau đó tay ông ta hất lên phía trên. Ầm. Mặt đất trước mặt ông ta bị nhấc lên, nhưng hành động này không thể ngăn cản được nhát kiếm này của Diệp Huyên, kiếm của Diệp Huyên chém thẳng xuống. Ầm. Ông lão lập tức bị đánh bay ra bên ngoài, nhưng ngay khi ông ta vừa mới bay ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bóng người này giơ chân lên đá ngang thẳng vào đầu đối phương. Ầm. Đầu ông lão lập tức bị bay ra bên ngoài. Bóng người này chính là Lục Bán Trang. Khi thấy ông là bị giết chết trong nháy mắt, đám học viên của Học viện Thương Mộc có mặt ở đó đều ngây ra. Ông lão này là phó viện trưởng Học viện Thương Mộc, cường giả thần hợp cảnh đỉnh cao đó. Vậy mà bị giết chết chỉ trong nháy mắt sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 269, thu hoạch khổng lồ. Không đúng cách. Diệp Huyên cạn lời luôn. Ông lão áo đen lạnh lùng nhìn Dạ Ly, sau lưng ngươi cũng có một vị kiếm tiên hả? Ông ta không dám đánh Diệp Huyên là vì sợ đánh xong thì vị kiếm tiên kia sẽ xuất hiện. Nhưng chuyện này không có nghĩa là ông ta dễ bị bắt nạt. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không dám nặng tay. Một vị kiếm tiên. Ông ta vô cùng kiêng kỵ, thậm chí phải nói là sợ hãi. Cứ như vậy, mấy người Diệp Huyên nghênh ngang rời đi trước ánh mắt giận dữ của thành viên Học viện Thương Mộc. Không ai dám ra tay. Vạn pháp cảnh không ra mặt, trong thế hệ trẻ tuổi của Đường Quốc không có bất kỳ ai chống đỡ nổi đám người Diệp Huyên. Cho dù là những thần hợp cảnh lâu năm cũng không thể đỡ nổi. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm xuống dưới hồi lâu, cuối cùng ông ta lắc đầu, Lý Huyền Thương, ngươi hại Học viện Thương Mộc ta thảm quá. Hiện giờ Học viện Thương Mộc và Diệp Huyên đã đi đến cục diện không chết không thôi. Hai bên đều sẽ không bỏ qua cho nhau. Mà người gây ra cục diện hiện giờ đương nhiên chính là Lý Huyền Thương của Học viện Thương Mộc Khương Quốc. Năm đó Diệp Huyên vốn định gia nhập vào Học viện Thương Mộc. Mà hiện giờ, nói không tiếc thì đó là giả. Đương nhiên hiện giờ đối với Học viện Thương Mộc mà nói, trong đầu bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tiêu diệt Diệp Huyên. Nhất định phải tiêu diệt. Học viện Thương Mộc không thể để Diệp Huyên tiếp tục trưởng thành được. Một lúc sau, ông lão áo đen quay người biến mất khỏi đó, không rõ là đi đến đâu. Bên trong Học viện Thương Mộc vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều bị mấy người Lục Bán Trang cướp sạch. Nhiều năm tích lũy cuối cùng đều để mấy người Diệp Huyên hưởng hết. Chấm chấm. Sau khi nhóm Diệp Huyên rời khỏi Học viện Thương Mộc, bọn họ tiến vào một khu rừng rậm ở trong dãy núi. Mọi người túm tụm lại một chỗ. Chia của. Mọi người lấy hết những thứ chiếm được ở Học viện Thương Mộc ra ngoài, Lục Bán Trang nhìn lướt qua, sau đó nói, tổng cộng có 270 triệu kim tệ, chừng 8 triệu linh thạch cực phẩm, trong đó có 3 quyển võ kỹ bậc địa hạ phẩm, 1 quyển bậc địa trung phẩm, 1 quyển bậc địa thượng phẩm. 36 món linh khí cực phẩm 15 món, linh khí bậc minh hạ phẩm 1 món. Công pháp chỉ có 3 quyển, đều là bậc địa hạ phẩm. Còn có một ít đồ thượng vàng hạ cám khác nữa, ta định giá chừng 20 triệu kim tệ, ngoài đó ra thì. Nói tới đây, nàng ta vung tay phải lên, 8 viên linh thạch xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyên. Linh thạch ngọc phẩm. Đôi mắt mọi người lập tức sáng bừng. Đây là đồ tốt đó. Bởi vì chúng là thứ bọn họ cần nhất hiện giờ. Lục Bán Trang nhìn mọi người, sau đó nói, chỉ có 8 viên, không đủ chia, ai cần thì tự lấy trước, ta sẽ trừ kim tệ đi. Nhóm người Dạ Ly nhìn nhau, sau đó 8 viên linh thạch ngọc phẩm được chia nhau hết. Tất cả đều là người một nhà, đương nhiên sẽ không khách khí. Lúc này, Lục Bán Trang nhìn về phía Lăng Hàn cách đó không xa, nàng ta bấm tay một cái, một món linh khí bậc minh hạ phẩm bay thẳng tới trước mặt Lăng Hàn. Món linh khí bậc minh này là thương, thích hợp cho Lăng Hàn sử dụng. Lăng Hàn không hề khách khí, nhận lấy, có thanh thương này. Lực chiến của hắn ta tối thiểu cũng tăng thêm 2-3 phần 10 nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, Lục Bán Trang và Diệp Huyên đã phân chia tất cả chiến lợi phẩm. Hiện giờ Diệp Huyên đã có 320 triệu kim tệ, linh thạch cực phẩm chừng 1 triệu, ngoài đó ra thì còn 3 quyển võ kỹ bậc địa hạ phẩm, 1 quyển bậc địa trung phẩm, công pháp có 2 quyển bậc địa hạ phẩm, linh khí cực phẩm ngoại trừ số nỏ trước đó ra thì còn có 13 món khác, mấy thứ linh tinh cũng được chia một ít.
Đối với hắn thì những thứ này không có tác dụng gì lớn, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn đối với Học viện Thương Lan. Thu hoạch khổng lồ. Có thể nói chuyến đi tới Học viện Thương Mộc lần này, tất cả mọi người đều kiếm lớn. Thật ra đối với mỗi người bọn họ thì cũng không quá nhiều, bởi vì hiện giờ mỗi người trong số họ đều cần tài nguyên tu luyện vô cùng khổng lồ. Tu luyện chính là đốt tiền. Đặc biệt là họ đều muốn đổi sang trang bị bậc minh, cho dù tiêu tốn cả chục triệu kim tệ thì cũng khó lòng mua được một món trang bị bậc minh. Bởi vậy, tất cả mọi người ở đó đều cảm thấy hâm mộ Lăng Hàn. Lúc này mọi người đều đưa mắt nhìn Diệp Huyên. Lục Bán Trang cũng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó nói, hành tung của chúng ta đã bị lộ, hiện giờ chắc chắn mọi nơi trong đế đô đều được đề phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là Hoàng cung đế đô Đường Quốc, chúng ta không thể tới Hoàng cung được. Nói tới đây, hắn dừng lại vài giây, sau đó nói tiếp, cho dù không thể tới Hoàng cung nhưng vương gia và quý tộc ở trong đế đô thì chắc chắn cũng rất giàu có, tới tìm bọn chúng vay ít tiền tiêu nào. Lục Bán Trang lấy một chiếc bánh nướng ra, cắn một miếng, sau đó hỏi, vay có cần trả không? Diệp Huyên bình thản đáp, ta là loại người vay tiền không trả hay sao? Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, chân thành trả lời, khó nói lắm. Diệp Huyên. Ha ha. Đám người phá lên cười. Rất nhanh nhóm Diệp Huyên đã rời khỏi rừng rậm, chừng 15 phút, đế đô Đường Quốc hỗn loạn. Cả nhóm chuyên môn tới phủ đệ của các quý tộc, vương gia và thế gia. Khi bọn họ đi ra ngoài, gần như toàn bộ phủ đệ của những quý tộc, thế gia kia đã bị cướp sạch sẽ. Thổ phỉ Diệp Huyên. Rất nhanh cái tên của nhóm Diệp Huyên đã truyền khắp đế đô Đường Quốc. Tức giận. Toàn bộ người dân Đường Quốc đều tức giận. Đám người Diệp Huyên điên cuồng cướp sạch các quý tộc và thế gia của Đường Quốc, hành động này chẳng khác nào đánh vào mặt Đường Quốc cả. Nhưng cũng không có ai dám đi ngăn cản nhóm Diệp Huyên lại, cho dù là Hoàng cung Đường Quốc thì cũng không có bất kỳ hành động gì, đám binh lính ở trên đường phố được gọi về hết. Ở dưới vạn pháp cảnh, nhóm Diệp Huyên đã là vô địch rồi. Trừ khi điều động hàng chục nghìn binh sĩ để vây quét, nếu không thì không có cách nào bắt bọn họ lại. Nhưng ở trong đế đô, đại quân khó lòng phát huy được, hơn nữa Đường Quốc cũng không muốn dùng tính mạng binh sĩ bình thường để ngăn cản đám người Diệp Huyên. Làm vậy thì quá lỗ. Chương 270, Tử Chiến. Trong Hoàng cung Đường Quốc, hiện giờ có hơn chục nghìn binh sĩ tập trung trước cửa Hoàng cung, trong đó có 3.000 ngự lâm quân tinh nhuệ, trong cung cũng có rất đông binh sĩ. Canh phòng. Toàn bộ Hoàng cung đang ở trong trạng thái đề phòng cao nhất. Trong một đại điện nào đó ở Hoàng cung, một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế rồng, trước mặt hắn ta là một chồng tấu chương rất cao. Người này chính là quốc chủ Đường Quốc Đường Nam Tử. Ở cách quốc chủ Đường Quốc không xa là một ông lão này mặc một bộ trường bào màu đen khá rộng, sau lưng ông ta đeo hai thanh loan đao. Ở trước mặt hắn ta, có một ông lão tóc bạc đang ngồi. Một lúc sau, Đường Nam Tử đóng quyển tấu chương trên tay lại, nhìn ông lão tóc bạc trước mặt quốc lão thấy thế nào. Ông lão tóc bạc kia trầm ngâm vài giây, sau đó trầm giọng nói, 12 người đó gần như đã vô địch dưới vạn pháp cảnh rồi, nhất định phải chờ người ở Trung Thổ Thần Châu tới đây, trước đó thì phải nhìn. Nhìn. Mặt Đường Nam Tử không chút cảm xúc, đây là quốc nhục đó. Ông lão tóc bạc lắc đầu, bệ hạ, vốn không nên phát động lần chiến tranh này, Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm chỉ muốn lợi dụng Đường Quốc chúng ta mà thôi. Cho dù có sự giúp đỡ của chúng thì Đường Quốc ta sẽ có một ưu thế lớn, nhưng mục đích của bọn chúng là Diệp Huyên, mà sau lưng người này có một vị kiếm tiên, chúng ta không nên cuốn vào trong ân oán giữa bọn họ. Đường Nam Tử cười khẽ, quốc lão, Đường Quốc ta có tư cách từ chối Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm hay sao? Quốc lão im lặng. Từ chối Học viện Thương Mộc? Căn bản là không thể. Sức ảnh hưởng của Học viện Thương Mộc Thanh Châu thực sự quá lớn, nếu như Đường Quốc không chịu phối hợp, với kết cục của họ chắc chắn sẽ rất thê thảm. Đường Nam Tử nói, thật ra đây cũng là một cơ hội đối với Đường Quốc chúng ta. Nếu như có thể mượn sức của bọn họ tiêu diệt kẻ địch là Khương Quốc, vậy thì bản đồ Đường Quốc chúng ta sẽ được mở rộng rất nhiều. Đến khi đó, chỉ cần nghỉ dưỡng một thời gian, cộng thêm việc có Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm chống lưng, Đường Quốc ta chắc chắn sẽ phát triển sánh ngang với Ninh Quốc. Nói xong, hắn ta từ từ nhắm hai mắt lại, là nguy hiểm nhưng cũng là một cơ hội. Quốc lão im lặng hồi lâu, sau đó nói, vậy phải xem Học viện Thương Mộc và thế giới ngầm có đè chết được Diệp Huyên hay không? Diệp Huyên. Đường Nam Tử siết chặt tay phải lại,
không có bất kỳ người nào của Đường quốc ta sánh bằng với những thiên tài kia. Nói xong, hắn ta nhìn quốc lão, truyền lệnh xuống, đóng cửa thành lại, vũ tiến vệ, ngự lâm quân tùy thời chờ lệnh. Chờ khi người của học viện Thương Mộc và Trung Thổ Thần Châu tới thì lập tức tiêu diệt người này. Quốc lão trầm giọng nói, hy vọng người tới có thể ngăn cản đám thổ phỉ này. Trong đế đô, trên một đường phố, nhóm Diệp Huyên ngồi dưới đất. Tới Hoàng Cung hả, Lăng Hàn cảm thấy hưng phấn, nói chắc chắn ở đó có rất nhiều bảo vật. Hoàng Cung. Khóe miệng Diệp Huyên giật giật, tên này nghiện xông về phía trước rồi. Lục Bán Trang liếc nhìn Lăng Hàn, trong Hoàng Cung tối thiểu có 20.000 cung tiễn thủ, còn có mấy chục nghìn thị vệ tinh nhuệ, nếu như ngươi giải quyết được bọn chúng thì chúng ta tới đó. Lăng Hàn. Diệp Huyên gật đầu, cho dù ta cũng muốn tới Hoàng Cung nhưng bên đó sẽ không chịu thỏa hiệp với chúng ta đâu, chúng ta không đánh lại nổi mấy chục nghìn binh sĩ. Không đánh lại được. Cho dù hắn thích đánh nhau, cũng muốn diệt Đường quốc, nhưng chính hắn hiểu rất rõ, với thực lực của mấy người bọn họ mà muốn tấn công Hoàng Cung Đường quốc thì chẳng khác nào là bị ngáo đá cả. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên lấy ra một viên đá truyền âm đen nhánh, viên đá truyền âm rung lên. Sau đó một giọng nói truyền vào trong đầu Diệp Huyên. Mọi người thấy Diệp Huyên không nói gì cả. Một lúc sau, khóe miệng Diệp Huyên cong lên, Túy Tiên Lâu gửi tình báo cho ta, trong một ngọn núi lớn cách nơi này trăm dặm có một mỏ vàng của Đường quốc, ở đó chỉ có 2.000 binh sĩ, mọi người có hứng thú hay không? Đám người Giả Ly vội vàng gật đầu. Chắc chắn có hứng thú. Diệp Huyên gật đầu, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đi nào. Nói xong. Nhóm người lập tức rời khỏi đó. Bên trong một ngọn núi lớn, nhóm người Diệp Huyên cưỡi sói đen phi nước đại, không lâu sau, bọn họ đã đi tới địa điểm của mỏ vàng kia. Khi đám binh sĩ phòng thủ ở đây thì sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng không có bất kỳ tên binh sĩ nào lùi về phía sau. 2.000 binh sĩ bày trận sẵn sàng nghênh đón kẻ địch, ai nấy đều thấy chết không sờn. Diệp Huyên đột nhiên nhảy khỏi lưng sói đen, tay phải xòe ra, kiếm đại hắc xuất hiện ở trong tay. Cùng lúc đó, đại địa chi lực lập tức hội tụ quanh người. Diệp Huyên buộc sợi xích sắt ở chuôi kiếm đại hắc vào cánh tay mình, sau đó tay phải hắn kéo đại kiếm, xông thẳng về phía đội binh sĩ kia, trên người tỏa ra chiến ý và kiếm ý ngập trời. Kiếm đại hắc lướt trên mặt đất, những nơi nó đi qua, mặt đất bắt đầu nứt vỡ. Ở nơi xa, một tên tướng lĩnh trung niên đột nhiên cắm trường thương xuống đất, gầm lên tử chiến. Tử chiến. 2.000 binh sĩ cùng nhau gầm lên, thường thương điên cuồng gõ xuống đất, thành thế rất đáng sợ. Chương 271, kỵ binh hạng nặng của Đường quốc. Lục Bán Trang sau lưng Diệp Huyên cũng không hề rảnh rỗi, ngay khi Diệp Huyên vừa lao ra thì bọn họ cũng lập tức xông đến. Không có tên binh sĩ nào rút lui cả. Khi mấy người Diệp Huyên còn cách đám binh sĩ chừng 30 trượng, có một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt đám binh sĩ kia, ông lão nhìn mọi người, nói quốc chủ có lệnh. Tất cả mọi người tránh ra. Tránh ra. Đám binh sĩ kia sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Sắc mặt tên tướng lĩnh cầm đầu trở nên dữ tợn, quốc lão có ý gì? Ông lão lắc đầu, lui ra, đừng hy sinh vô ích, ắt có người tới đối phó với 12 người bọn họ. Đừng hy sinh vô ích. 2.000 binh sĩ không thể làm gì được mấy người Diệp Huyên. Trừ khi là trên 5.000 thì mới có thể tạo thành uy hiếp với mấy người Diệp Huyên. Phải biết 12 người trước mặt đều là thiên tài yêu nghiệt chân chính đó. Cho binh sĩ đi đối chiến với bọn họ là một quyết định không sáng suốt. Khi thấy những binh sĩ kia lũ lượt lui về, mấy người Diệp Huyên cũng ngẩn người, nhưng bọn họ không suy nghĩ được nhiều như vậy, những binh sĩ này không ra tay đương nhiên là một chuyện tốt với bọn họ. Đúng lúc này, tên tướng lĩnh trung niên kia đột nhiên xông tới trước mặt Diệp Huyên, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói nhảm bất kỳ câu nào. Xông nhanh về phía trước, thanh thương đâm vào yết hầu Diệp Huyên. Lăng Không cảnh đỉnh cao. Diệp Huyên không hề động, khi tên tướng lĩnh trung niên kia còn cách Diệp Huyên chừng hơn một trượng thì một thanh phi kiếm đột nhiên xuyên qua giữa mi tâm của gã. Phụt. Máu tươi bắn tung tóe. Tên tướng lĩnh trung niên kia đứng trước mặt Diệp Huyên, máu tươi không ngừng tuôn ra từ giữa trán gã. Trong khoảnh khắc này, gương mặt gã đã bị nhuộm máu. Gã nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên. Gần giọng, người Đường quốc tuyệt đối sẽ không khuất phục người Khương quốc. Diệp Huyên bình thản nói, khi các ngươi tiến công Khương quốc, tàn sát bách tính nước ta thì ta chưa từng có ý định khuất phục các ngươi, bởi vì... Nói tới đây hắn nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì ta muốn giết sạch đám xâm lược các ngươi.
Nói xong hắn nhìn về phía 2.000 binh sĩ ở xa xa, còn có ai muốn xông lên không? Yên tâm đi, dưới một kiếm của ta, đầu các ngươi sẽ lập tức bay ra ngoài, không đau đớn chút nào đâu. Nghe vậy, đám binh sĩ kia lập tức kích động, đúng lúc này, quốc lão giận dữ nói, ai dám xuất chiến, Chu Di cửu tộc. Chu Di cửu tộc. Sắc mặt đám binh sĩ kia lập tức trở nên khó coi vô cùng. Quốc lão quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt ông ta không hề che giấu sát khí, người Đường quốc đều mong Diệp Huyên chết. Nhưng hiện giờ nếu như những binh sĩ này xuất chiến vậy sẽ chỉ là hy sinh vô ích. Những binh sĩ này nên chết ở trên chiến trường chứ không nên chết ở nơi đây. Khi thấy những binh sĩ kia không ra tay, mấy người Diệp Huyên cũng không ra tay mà lao thẳng vào trong mỏ vàng. Cho dù bọn họ không hề sợ 2.000 binh sĩ nhưng nếu muốn giết hết thì cũng không phải chuyện đơn giản. Lần này bọn họ tới đây là để kiếm tiền, giết người chỉ là hoạt động bổ sung mà thôi. Khi nhóm Diệp Huyên xông vào trong kho vàng, hai mắt đám Giả Ly lập tức sáng bừng lên. Kho vàng đó. Hiện giờ bên trong mỏ vàng có hơn chục dương vàng khối, cho dù chưa được chế tạo thành kim tệ nhưng cũng không hề khác gì kim tệ cả. Với số vàng ở trong đây ít nhất cũng đủ chế tạo ra 200-300 triệu kim tệ. Giả Ly nhếch miệng cười một tiếng, nếu lần này có thể trở về, chắc chắn ta sẽ xông lên tới thần hợp cảnh. Khẳng định vẫn còn thừa không ít tiền. Thần hợp cảnh. Muốn từ thông u cảnh xông lên tới thần hợp cảnh thì tối thiểu cũng cần cả 100 triệu kim tệ. Không phải không có kim tệ thì không đột phá được, nhưng có kim tệ thì quá trình này sẽ rút ngắn hơn nhiều. Nói một cách đơn giản thì nếu tu luyện bình thường, muốn từ thông u cảnh đạt tới thần hợp cảnh thì tối thiểu cũng cần 10 năm. Nếu như ngươi có tiền, rất nhiều tiền, vậy chỉ cần một năm là có thể đạt tới thần hợp cảnh. Tiền rất quan trọng. Rất nhanh mấy người Diệp Huyên đã càn quét tất cả mọi thứ trong đây. Điên cuồng càn quét. Chỉ trong thời gian ngắn, những khối vàng kia bị bọn họ thu hết. Có thể nói lần này bọn họ đã giàu to thật rồi. Sau khi bọn họ rời khỏi mỏ vàng, đột nhiên có hai thanh trường thương từ phía chân trời xé rách không khí lao tới. Chỉ trong nháy mắt, hai thanh trường thương đã giao nhau, cắm ở trước mặt nhóm Diệp Huyên, sau đó một nam tử xuất hiện trước mặt bọn họ. Nam tử ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên và Lục Bán Trang, gã đang định nói gì thì đúng lúc này Diệp Huyên đột nhiên tung người nhảy tới trước mặt gã, đại địa chi lực lập tức lan rộng khắp toàn thân, sau đó tay hắn vùng kiếm đại hắc bổ thẳng về phía tên nam tử ở trước mặt. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm mạnh nhất. Khi thấy một kiếm này, sắc mặt tên nam tử kia lập tức thay đổi, gã định phản kích lại nhưng mới hoảng hốt nhận ra thương của mình đang cắm trên mặt đất. Theo bản năng, gã định lấy thương nhưng đã quá muộn rồi. Ầm. Một kiếm đánh xuống, thân thể nam tử này lập tức bị một kiếm chém làm đôi. Giết trong nháy mắt. Không hề có lực phản kháng, phải nói là chưa kịp phản kháng. Diệp Huyên cất kiếm đại hắc đi. Sau đó thu hai thanh trường thương kia vào, bởi vì hai thanh trường thương này là linh khí cực phẩm. Lăng Hàn ở gần đó nhìn thi thể nát bét bên cạnh Diệp Huyên, lắc đầu, đúng là người tốt mà. Tới đây mà còn mang tặng linh khí cực phẩm. Lục Bán Trang huýt sáo, ngay sau đó, bầy sói đen chạy tới trước mặt bọn họ, 12 người nhảy lên lưng sói, đang định rời đi thì đúng lúc này, mặt đất chấn động. Lục Bán Trang ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đội kỵ binh chậm rãi đi tới. Đội kỵ binh này có chừng 1.000 người, mỗi một tên đều cầm theo trường thương màu đen, trên người mặc trọng giáp đen nhánh, ngay cả ngựa cũng được mặc một chiếc trọng giáp rất dày. Bọn chúng chỉnh tề như một, ngay cả bước tiến của ngựa cũng hoàn toàn nhất trí. Kỵ binh hạng nặng của Đường quốc. Diệp Huyên nhíu chặt mày, hắn đã từng nghe nói tới kỵ binh hạng nặng của Đường quốc, bởi vì trong quá khứ chỉ 100 kỵ binh Đường quốc đã hủy diệt 3.000 bộ binh của Khương quốc. 100 kỵ binh này chính là kỵ binh hạng nặng của Đường quốc. Có thể nói những kỵ binh hạng nặng này chính là kỵ binh mạnh nhất của Đường quốc. Lần này có 1.000 kỵ binh hạng nặng tới đây. Phải biết Đường quốc chỉ có tổng cộng 3.000 kỵ binh hạng nặng mà thôi. Khi chứng kiến khí thế của 1.000 kỵ binh hạng nặng này, sắc mặt đám Giả Ly trở nên nghiêm túc. Sắc mặt Lục Bán Trang vẫn không chút cảm xúc, phải nói là gương mặt nàng ta vẫn luôn như vậy. Đội kỵ binh hạng nặng kia không tiến tới tiếp, mà đứng cách nhóm Diệp Huyên 100 trượng. Vị trí này thích hợp cho bọn chúng tấn công. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số binh sĩ, mỗi người đều đeo trường cung, đầu đội mũ giáp lông vũ dài. Số lượng chừng 10.000 người. Số binh sĩ này tạo thành một vòng vây, bao quanh nhóm người Diệp Huyên lại.
Chẳng ai ra tay. Chương 272, phỉ quân. Đúng lúc này, đám kỵ binh hạng nặng này tách sang hai bên tạo thành một con đường, sau đó một nam tử cầm trường đao xuất hiện trong tầm mắt của nhóm Diệp Huyên. Kỵ binh hạng nặng xuất hiện trong tầm mắt mấy người Diệp Huyên. Người tới chính là Hạ Hầu Đao. Tông sư Đao Đạo 20 tuổi. Ở sau lưng Hạ Hầu Đao còn có 10 tên tay cầm trường đao, thân mặc giáp đen. Hạ Hầu Đao lạnh lùng nhìn nhóm Diệp Huyên, nhưng cũng không hề ra tay. Lục Bán Trang bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, chắc hẳn người của bọn chúng tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn đương nhiên biết người Lục Bán Trang nhắc tới là ai, chính là những thiên tài trên bảng võ Thanh Châu và đám yêu nghiệt tới từ Trung Thổ Thần Châu. Bởi vì Đường Quốc không thể dùng binh sĩ của bọn họ để liều mạng với mấy người bọn hắn được. Làm vậy không có lợi. Xung quanh rất tĩnh lặng, đám binh lính Đường Quốc kia và nhóm người Hạ Hầu Đao không hề ra tay. Thật ra bọn chúng hoàn toàn có thể vây giết được nhóm Diệp Huyên, nhưng sẽ phải trả giá rất lớn. Nếu Đường Quốc không muốn trả cái giá lớn này, nếu như quá nhiều tinh nhuệ của bọn họ ngã xuống ở đây, vậy tương lai phải tiến đánh Khương Quốc như thế nào? Mấy người Diệp Huyên cũng không hề ra tay, sở dĩ không ra tay là vì không đánh lại được. Cứ như vậy, hai bên giằng co với nhau. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên nói, bao lâu nữa thì người của các ngươi tới? Lục Bán Trang nói, sắp rồi. Diệp Huyên hỏi lại, đáng tin không? Lục Bán Trang gật đầu, đáng tin. Diệp Huyên gật đầu, trước đó ngươi nói ngươi mời một đội lính đánh thuê thần bí ở Trung Thổ Thần Châu, vậy giá cả có, đắt không? Lục Bán Trang bình tĩnh nói, không đắt, chỉ chừng 200 triệu thôi. Thiếu chút nữa là Diệp Huyên ngã từ trên lưng sói xuống. 200 triệu. Trước khi tiến vào đế đô, Lục Bán Trang đã nói với hắn ở Trung Thổ Thần Châu có rất nhiều đội lính đánh thuê, hỏi hắn có cần mời một đội tới không. Hiện giờ tình cảnh của bọn họ bết bát như vậy, đương nhiên là cần rồi. Nhưng hắn chưa từng nghĩ là sẽ đắt như vậy, 200 triệu lận. Mẹ nó, sau này nhất định phải dẫn Mặc Ngu Ngốc, Bạch Trạch và Kỳ An chi theo để xây dựng một đội lính đánh thuê. Kiếm tiền quá giỏi rồi. Nghe Lục Bán Trang nói vậy, đừng nói là Diệp Huyên. Ngay cả mấy người giả ly cũng ngẩn ra. Cho dù trong khoảng thời gian này họ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng nếu như phải bỏ ra 200 triệu thì họ cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Lục Bán Trang nhìn mấy người Diệp Huyên, cần mạng hay cần tiền hả? Lăng Hàn cười khổ, đương nhiên là cần mạng. Đại tỷ, ngươi mời đội lính đánh thuê nào vậy? Lục Bán Trang bình thản nói, đội lính đánh thuê thứ 9. Nghe vậy, ngoài Diệp Huyên ra thì sắc mặt đám người Lăng Hàn đều thay đổi. Diệp Huyên cảm nhận được sự thay đổi của đám người Diệp Huyên, đội lính đánh thuê thứ 9 rất lợi hại hả? Lăng Hàn cười khổ đáp, trước đó ta muốn gia nhập vào đoàn lính đánh thuê thứ 9, nhưng bị từ chối. Vì sao? Diệp Huyên vô thức hỏi. Lăng Hàn nở nụ cười đắng chát, thực lực không đủ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên hiện rõ vẻ kinh ngạc, thực lực không đủ. Lăng Hàn đã đạt tới thông u cảnh đỉnh cao đó. Thực lực của hắn ta vẫn không đủ. Lúc này Giả Ly ở bên cạnh đột nhiên nói, nếu như chúng ta có thể lăn lộn ở Trung Thổ Thần Châu thì cũng sẽ không tới nơi này đâu. Nếu tương lai Diệp Huynh tới Trung Thổ Thần Châu thì sẽ nhận ra ở đó chưa bao giờ thiếu thiên tài và yêu nghiệt. Về phần đội lính đánh thuê thứ 9, bình thường bọn họ thu ít nhất cũng trên 500 triệu. 500 triệu. Diệp Huyên. Giả Ly nhìn Lục Bán Trang, đại tỷ từng là thành viên của đội lính đánh thuê thứ 9. Lần này bọn họ ra giá thấp như vậy hẳn là vì nể mặt đại tỷ. Nếu không sợ rằng dù chúng ta trả 500 triệu cũng khó lòng mời được bọn họ tới. Đoàn lính đánh thuê. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói ta muốn xây dựng một đoàn lính đánh thuê, các ngươi có hứng thú hay không? Mọi người nhìn về phía Diệp Huyên chân thành nói ta nghiêm túc đó. Lăng Hàn ở bên cạnh nói, Diệp Huynh hoàn toàn có thể gia nhập vào chúng ta. Diệp Huyên lắc đầu, ta muốn xây dựng một tổ chức độc lập, muốn xây dựng đoàn lính đánh thuê này thật tốt, nếu các ngươi cảm thấy hứng thú thì có thể đi theo ta. Nếu không thích thì cũng không sao cả, mọi người vẫn là huynh đệ, không hề ảnh hưởng gì. Mấy người Giả Ly nhìn về phía Lục Bán Trang, gương mặt Lục Bán Trang vẫn vô cảm như trước. Diệp Huyên nhìn Lục Bán Trang nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn làm đại ca? Diệp Huyên gật đầu. Lục Bán Trang nhìn thẳng vào Diệp Huyên, cho ta một lý do. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, nếu ta là đại ca, sau này đánh nhau ta chạy trước, à không phải, đánh nhau thì ta xông tới trước, chạy trốn thì ta bọc hậu.
Lục Bán Trăng nhìn Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng nàng ta nhìn về phía mấy người Giả Ly có phục hắn không. Mọi người ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Bất kỳ ở chỗ nào cũng đều tôn trọng cường giả. Trong số mười mấy người bọn họ, ngoài Lục Bán Trăng ra thì Diệp Huyên mạnh nhất. Và lại trong quãng thời gian ở cạnh nhau, các phương diện khác của Diệp Huyên cũng khiến bọn họ tín nhiệm và bội phục, vậy nên không ai có ý kiến gì. Lục Bán Trăng gật đầu, sau đó nhìn Diệp Huyên, tên gọi là gì? Phỉ Quân. Diệp Huyên chân thành nói, ai dám chọc tới chúng ta, ta sẽ khiến nhà bọn chúng không còn một cọng cỏ. Đám người. Chương 273, một đấu một. Phỉ Quân. Nghe Diệp Huyên nói vậy, sắc mặt mọi người đều trở nên kỳ lạ. Thổ phỉ. Lục Bán Trăng cũng nhìn Diệp Huyên hồi lâu. Diệp Huyên cười nói, cái tên này khó nghe lắm hả? Mọi người không kìm được, đều nhìn về phía Diệp Huyên, cái tên này dễ nghe lắm sao? Đoàn lính đánh thuê phỉ quân. Sao lại là lạ vậy nhỉ? Lục Bán Trăng đột nhiên nói, vậy thì đặt tên là phỉ quân đi. Lục Bán Trăng không có ý kiến gì cả, vì vậy tên của đoàn lính đánh thuê đã được quyết định. Lục Bán Trăng nhìn Diệp Huyên, không nói gì, cũng không hiểu là nàng ta đang nghĩ gì nữa. Mọi người không quá quen với Diệp Huyên nhưng bọn họ đều rất tin tưởng hắn. Đồng thời Diệp Huyên cũng rất tin tưởng vào mấy người Lục Bán Trăng. Dù sao mọi người đã cùng nhau trải qua nhiều trận chiến sinh tử. Lúc này, đã truyền âm trong ngực Diệp Huyên chấn động, sau đó một giọng nói từ trong truyền ra, cẩn thận. Cẩn thận. Diệp Huyên nhíu mày lại, đang định đáp lời thì đúng lúc này một nam tử chậm rãi đi ra từ giữa đội kỵ binh hạng nặng. Một nam tử chừng 20 tuổi, trên người mặc đồ đen, hai dải tóc mai trắng như tuyết, tay phải hắn ta chắp sau lưng, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Kiếm dài chừng 3 thước, rộng 2 ngón tay, thân kiếm tỏa ra ánh sáng âm u mờ mờ. Kiếm tu. Khi thấy nam tử áo đen kia, hai mắt Hạ Hầu Đao lập tức nhắm lại, trong con ngươi hiện lên vẻ nghiêm nghị. Lục Huyền Thiên. Đứng thứ tư bảng võ Thanh Châu. Đồng thời cũng là một vị tông sư kiếm đạo. Cộng thêm Diệp Huyên, ở đây có hai vị tông sư kiếm đạo. Lục Huyền Thiên chậm rãi đi về phía mấy người Diệp Huyên, mà lúc này Hạ Hầu Đao đột nhiên nói, một mình ngươi không giết được 12 người kia đâu. Lục Huyền Thiên nhìn Hạ Hầu Đao, vậy nên các ngươi đánh hội đồng hả? Hạ Hầu Đao nhíu mày lại, đúng lúc này Lục Huyền Thiên nói tiếp, làm người thì không muốn mà cứ thích làm chó. Nói xong hắn ta quay người đi về phía nhóm Diệp Huyên. Sắc mặt Hạ Hầu Đao ở phía sau trở nên vô cùng khó coi. Lục Huyền Thiên đi tới trước mặt nhóm Diệp Huyên, hắn ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, đánh một trận nào. Một đấu một. Diệp Huyên nhìn Lục Huyền Thiên, hình như các ngươi chưa tới đủ thì phải. Lục Huyền Thiên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, ta tới đây chỉ vì muốn đấu với ngươi một trận. Diệp Huyên gật đầu, nhảy xuống khỏi lưng sói, sau đó đi về phía Lục Huyền Thiên. Đúng lúc này Lục Huyền Thiên đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Cùng lúc đó có một điểm kiếm quang lặng lẽ xuất hiện ở giữa lông mày Diệp Huyên. Sợi kiếm quang này rất nhanh, hơn nữa còn lặng lẽ không chút tiếng động. Nhưng khi sợi kiếm quang này còn cách giữa lông mày Diệp Huyên chừng nửa tấc thì dừng lại. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên đã động. Diệp Huyên và Lục Huyền Thiên đột nhiên quay trở về vị trí của mình. Hai người cách nhau 20 trượng, phần mặt đất nằm giữa hai người đầy những vết rạn, giống như một tấm mạng nhện khổng lồ vậy. Yên lặng trong nháy mắt, Lục Huyền Thiên đột nhiên cầm trường kiếm trong tay, chậm rãi đi về phía Diệp Huyên. Hắn ta đi tới trước một bước, kiếm trong tay sẽ chấn động mạnh mẽ, cùng lúc đó, kiếm ý và kiếm thế trên người tỏa ra cũng mạnh hơn một phần. Khi hắn ta còn cách Diệp Huyên 10 trượng, kiếm thế và kiếm ý tỏa ra trên người đã mạnh tới mức không tài nào tưởng tượng nổi. Luồng kiếm ý và kiếm thế này khiến mặt đất trong phạm vi 50 trượng xung quanh hắn và Diệp Huyên bắt đầu vỡ vụn. Luồng kiếm thế và kiếm ý này đã vượt qua thông u cảnh, đạt tới thần hợp cảnh. Luồng kiếm ý và kiếm thế này vẫn đang tăng lên. Khi thấy vậy, sắc mặt nhóm Giả Ly đều trở nên nghiêm nghị. Tông sư kiếm đạo. Lục Huyền Thiên ở trước mặt là một vị tông sư kiếm đạo chân chính, là hàng thật giá thật 100%. Hiện giờ bọn họ đã thay đổi cách nhìn với Thanh Châu rồi. Cho dù Thanh Châu không bằng với Trung Thổ Thần Châu nhưng không có nghĩa là bên này không có thiên tài và yêu nghiệt. Mấy người Giả Ly nhìn về phía Diệp Huyên, trong đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc,
Kiếm Liên Tú trong tay hắn cũng rất bình tĩnh, không hề có động tác gì. Lúc này Lục Huyền Thiên chỉ còn cách Diệp Huyên chưa đầy hai trượng nữa. Hiện giờ kiếm thế và kiếm ý trên người Lục Huyền Thiên tỏa ra đã mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi. Yên lặng trong nháy mắt, Lục Huyền Thiên đột nhiên giơ kiếm lên đâm tới. Lúc này, nhát kiếm đó đã vượt qua thần hợp cảnh, nhưng cũng chưa đạt tới vạn pháp cảnh, có thể nói chiêu kiếm này đang nằm ở giữa hai cảnh giới. Diệp Huyên xuất kiếm. Cho dù hắn tu luyện vô địch kiếm thể quyết nhưng uy lực của một kiếm này đã vượt qua cực hạn mà Kiếm Liên Tú có thể tiếp nhận được. Hắn chỉ có cách chính diện chống đỡ, hắn cũng muốn đón đỡ, bởi vì chiêu kiếm này đáng nhận được sự tôn trọng từ hắn. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyên xuất kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Diệp Huyên không hề giữ lực lại, vừa ra tay đã dốc hết sức. Một kiếm này của hắn hoàn toàn khác với Lục Huyền Thiên. Nếu như kiếm của Lục Huyền Thiên là xúc thế từng chút, sau khi đạt tới cực hạn thì bùng phát, còn kiếm của Diệp Huyên lại như một ngọn núi lửa đột nhiên bộc phát ra. Hai kiếm cứng đối cứng bằng cách trực diện nhất, bạo lực nhất. Hai người vừa chạm vào đã tách ra, vô số kiếm khí từ giữa hai người điên cuồng bắn ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, số kiếm khí này đã cắt nát toàn bộ mặt đất ở xung quanh đó. Thân thể Lục Huyền Thiên đã xuất hiện rất nhiều vết kiếm, hiện giờ toàn thân hắn ta đã nhuốm máu, đặc biệt là cánh tay phải, thiếu chút nữa đã bị kiếm khí chặt đứt tận gốc. Diệp Huyên thì hoàn toàn khác, hiện giờ dù trên người hắn cũng có vết thương nhưng rất ít ỏi, gần như là vẫn lành lặn. Thân thể của hắn chống đỡ được hết toàn bộ số kiếm khí bộc phát ra khi nãy. Trong trận chiến này, Diệp Huyên hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Lục Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyên, ngay sau đó, Diệp Huyên đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một thanh kiếm gác ở trên cổ hắn ta. Lục Huyền Thiên nhìn Diệp Huyên, trong đôi mắt không hề hiện lên vẻ sợ hãi, ta thua rồi. Nói xong, hai mắt hắn ta từ từ nhắm lại. Nhưng Diệp Huyên không hề xuống tay, mà thu kiếm lại quay người đi về phía mấy người Lục Bán Trang. Lục Huyền Thiên mở hai mắt ra, nhìn Diệp Huyên hỏi, vì sao chứ? Diệp Huyên dừng bước, ngươi có thể chọn cách đánh hội đồng với bọn chúng, nhưng ngươi không hề làm vậy mà lại chọn một đấu một, nếu đã một đấu một thì tới điểm là dừng. Tới điểm là dừng. Diệp Huyên nói xong, hắn nhảy trở lại lưng sói đen. Ở nơi xa, Lục Huyền Thiên nhìn Diệp Huyên hồi lâu, cuối cùng có một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Huyền Thiên. Cường giả vạn pháp cảnh. Chương 274, phải liều mạng rồi. Ông lão ôm quyền nói với Diệp Huyên, cảm ơn các hạ đã lưu tình, nhà họ Lục chúng ta sẽ khắc sâu ơn này ở trong lòng. Nói xong, ông ta do dự đôi chút, sau đó búng tay một cái, 10 chiếc bình ngọc trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Hả, Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu. Ông lão nói, trong mỗi bình ngọc có 10 viên đan kim sang cực phẩm, xem như là lễ cảm ơn của nhà họ Lục. Đan kim sang. Vừa nghe vậy, trong lòng Diệp Huyên vui như cờ mở, hiện giờ bọn họ thiếu nhất chính là loại đan dược chữa thương này. Rất thiếu thốn. Diệp Huyên búng tay một cái, 10 chiếc bình ngọc trắng kia chia ra, rơi xuống trước mặt mấy người Giả Ly, còn hắn và Lục Bán Trang thì không có gì. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, chuyện này, tiền bối, người xem. Khóe miệng ông lão giật giật, ông ta lại búng tay một cái, 2 chiếc bình ngọc trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên do dự đôi chút, sao ta có thể mặt dày nhận chứ? Cho dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tay hắn cũng đã cất 2 chiếc bình ngọc trắng kia đi. Ông lão lắc đầu cười một tiếng, tên Diệp Huyên này không giống như trong lời đồn chút nào. Ông ta không suy nghĩ nhiều, ôm quyền với Diệp Huyên xong thì xoay người dẫn Lục Huyền Thiên rời đi. Lúc này Lục Huyền Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, ta nợ ngươi một mạng. Nói xong hắn ta xoay người, đi theo ông lão rời khỏi đây. Lục Huyền Thiên rời đi, nơi này lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Đám binh sĩ Đường Quốc ở xung quanh vẫn không ra tay, mấy người Diệp Huyên cũng không ra tay, mỗi người ăn một viên đan kim sang. Đối với bọn họ mà nói thì hiện giờ phải giữ vững trạng thái có sức chiến đấu. Hai bên đều không ra tay. Cả hai đều đang đợi trợ giúp. Lăng Hàn ở bên cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói, Diệp ca, đại tỷ, nếu như người của bọn chúng tới trước thì phải làm sao đây? Tới trước. Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Nếu như viện quân của quân đường tới trước, vậy thì tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng bết bát. Phải nói đó chính là bước đường cùng rồi. Mặt Lục Bán Trang không chút cảm xúc, nàng ta không nói gì cả.
Diệp Huyên mỉm cười, còn có thể làm gì được sao? Đương nhiên là xông tới. Không thì đầu hàng hả? Đầu hàng. Mọi người đều bật cười. Đúng như Diệp Huyên nói, thật ra hiện giờ bọn họ không còn lựa chọn gì cả, chỉ có cách xông tới thôi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nghĩ thông. Xông tới là được. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cưỡi sói lao về phía đội kỵ binh hạng nặng kia. Khi thấy cảnh này, đội kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc kia lập tức đề cao cảnh giác, còn đám cung tiễn thủ kia thì như gặp đại địch, vội vàng kéo cung cài tên. Diệp Huyên không thèm nhìn đám kỵ binh hạng nặng kia, hắn đi tới trước mặt Hạ Hầu Đao và tên nam tử dùng trường đao mặc giáp đen. Diệp Huyên chỉ vào Hạ Hầu Đao, ra đây một chọi một nào. Ra đây một chọi một. Tất cả những người có mặt đều nhìn về phía Hạ Hầu Đao, Hạ Hầu Đao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, không nói gì cả. Thấy Hạ Hầu Đao không nói gì, Diệp Huyên giơ ngón tay cái lên với Hạ Hầu Đao, sau đó lật ngược lại thứ hèn nhát. Nói xong hắn quay người rời đi. Lúc này Hạ Hầu Đao đột nhiên đi ra, gã cầm đại đao đi về phía Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng lại. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Đao. Mạc Thanh Huyền. Mạc Thanh Huyền nhìn Hạ Hầu Đao, lui lại. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, chắc hẳn sư tôn phải hiểu nếu con lui lại sẽ có nghĩa như nào. Chỉ cần gã lui lại, chắc chắn sẽ để lại tâm ma. Mạc Thanh Huyền im lặng một hồi, sau đó đáp vậy thì nhận thua. Nhận thua. Nếu như nhận thua thì trong lòng sẽ không hề có bất luận khúc mắc gì cả. Hạ Hầu Đao nhìn về phía Mạc Thanh Huyền, con không phục. Trong mắt Mạc Thanh Huyền hiện lên vẻ thất vọng, nếu không thể tự hiểu rõ thì sao đột phá được. Nói xong, ông ta xoay người biến mất khỏi đó. Hạ Hầu Đao đứng nguyên tại chỗ, tay phải nắm chặt trường đao, sắc mặt âm trầm. Lúc này Diệp Huyên đã quay trở về lưng sói rồi, Hạ Hầu Đao ở gần đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Huyên, ta nhận thua. Nhận thua. Vừa dứt lời, thanh trường đao trong tay Hạ Hầu Đao run lên liên hồi. Cùng lúc đó, trên người gã đột nhiên tỏa ra một hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Sắp đột phá. Lúc này Mạc Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Hầu Đao, ông ta nhìn Hạ Hầu Đao, trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thưởng và vui mừng. Hạ Hầu Đao ngẩng đầu lên nhìn Mạc Thanh Huyền, vì sao? Mạc Thanh Huyền cười nói, hiểu rõ bản thân vô cùng quan trọng. Quay về học viện đi. Hạ Hầu Đao nhìn Diệp Huyên, muốn nói lại thôi. Mạc Thanh Huyền lắc đầu, việc này ắt có người tới xử lý, đi đi. Hạ Hầu Đao gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau khi Hạ Hầu Đao rời đi, Mạc Thanh Huyền quay người nhìn Diệp Huyên, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyên nhếch miệng cười một tiếng. Đến đây. Mạc Thanh Huyền gật đầu, sau đó tay phải ông ta ép lên phía trên, trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra một quyển sách rất dày, quyển sách đón gió bành trướng ra chỉ trong nháy mắt đã đạt tới mấy chục trượng, che ngang bầu trời. Yên lặng trong nháy mắt, quyển sách dày kia đột nhiên mở ra ngay sau đó, một chiếc cầu thang ánh sáng từ trên quyển sách trải thẳng xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó, 20 người cưỡi ngựa đáp xuống, ngựa dưới người chúng bốc cháy bừng bừng. Toàn bộ là thần hợp cảnh. Không chỉ là như vậy, số ngựa đang bốc cháy bừng bừng kia đều đạt tới thông u cảnh. Ở cạnh Diệp Huyên, sắc mặt Lăng Hàn trở nên nhợt nhạt, đạo binh bảo vệ của học viện Thương Mộc, bọn chúng muốn liều mạng rồi. Chương 275, lấy một địch tám. Đạo binh. Diệp Huyên quay sang hỏi Lăng Hàn, đạo binh lợi hại lắm à? Lăng Hàn cười méo sạch, rất và vô cùng. Hắn ta ngẩng đầu nhìn 20 người đang lao đến từ phía chân trời, ở trung thổ Thần Châu, đạo binh là những chiến binh tinh nhuệ nhất trong những chiến binh tinh nhuệ của một thế lực nào đó. Họ được sử dụng trong những trận giáp lá cả hoặc để giải quyết những chuyện mờ ám. Ai trong số đó cũng là người đi vạn dặm mới tìm được một. Diệp Huyên khẽ gật đầu rồi ngước lên. Hắn đã cảm nhận được sự khủng bố của những đạo binh này. Ai nấy đều là thần hợp cảnh hàng thật giá thật, hơn nữa còn mang theo khí tức sát phạt ác liệt vô cùng. Họ không được nuôi dưỡng mà đã phải giết chóc để sống đến bây giờ. Rất mạnh, dùng bốn chữ thân kinh bách chiến cũng không ngoa. Lần này học viện Thương Mộc thật sự đang liều mạng. Diệp Huyên bỗng nhảy khỏi lưng sói, chậm rãi đi về trước. Lục Bán Trang cất bánh nướng đi, uyển chuyển nhảy xuống, sóng bước bên Diệp Huyên. Những người còn lại cũng lục tục làm theo. 12 người bọn họ cứ vậy mà đi về phía 20 người kia, trong mắt không hề có một tia sợ hãi.
Diệp Huyên dẫn đầu với vẻ bình thản, tay nắm một thanh đại kiếm đen tuyền, cả người ngưng tụ đại địa chi lực. Mũi kiếm kéo lê trên mặt đất, để lại từng nắm đất tung tóe trên đường đi. Lục Bán Trang siết chặt tay, thân hình trở nên mờ ảo. Khi hai bên còn cách nhau khoảng 10 trượng, Diệp Huyên bất thình lình tung người nhảy vọt lên. Kiếm đại hắc chấn động, phát ra một tiếng kiếm minh vang vọng chân trời. Ở phía đối diện, một tên đạo binh của Thương Mộc cưỡi con ngựa toàn thân bốc lửa, tay xách cây thương đen nhánh lao vút về phía hắn. Mũi kiếm hạ xuống, ngọn thương vung lên. Rình, âm thanh ầm ầm như sấm dậy nổ tung khi thương kiếm chạm nhau. Cả hai món vũ khí run lên bần bật, nhưng trong khi cả người lẫn ngựa tên đạo binh kia rơi xuống thì đường kiếm của Diệp Huyên lại tiếp tục mà không gặp trở ngại gì. Nếu một kiếm này được chém xuống, đất đai có bị bổ ra cũng không lạ. Đúng lúc đó, một tên đạo binh khác bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ngọn thương trên tay hắn ta lao ra như tia sét. Choang! Đường kiếm của Diệp Huyên bị chặn lại cứng ngắc. Những bột bóng mờ đá xuất hiện, vung tay đánh bay tên đạo binh kia. Không ai khác ngoài Lục Bán Trang. Nàng ta nói với Diệp Huyên, làm đại ca ít nhất phải đánh 5 tên. 5. Diệp Huyên nhe răng cười, cô cũng gọi ta là đại ca rồi à. Lục Bán Trang giơ một ngón tay lên, 10 tên. Ha ha. Diệp Huyên bỗng ngửa đầu phá ra cười như điên dại rồi thét lên, 10 thì 10. Nói xong, hắn xông ra ngoài, chiến ý và kiếm ý cuồn cuộn tuôn ra từ thân thể. Chúng dung hợp với nhau trong nháy mắt. Một luồng kiếm quang chói lòa tỏa ra từ thân kiếm đại hắc đang không ngừng chấn động. Diệp Huyên tung người, bổ kiếm vào một nhóm đạo binh học viện Thương Mộc gần đó. Nhất kiếm định sinh tử. Một đường kiếm không chỉ chứa đựng kiếm ý, chiến ý mà còn cả đại địa chi lực. 7, 8 tên đạo binh thấy chiêu này của Diệp Huyên thì biến sắc, vội vã dàn thành một hàng, lần lượt thúc những ngọn thương trong tay ra. Sức mạnh trong mỗi ngọn thương như thủy triều ồ ạt chảy vào cây thương của người cầm đầu. 8 người hợp lực. Uy lực trong ngọn thương này khiến không khí trong vòng 10 trượng vỡ răng rắc. Thanh đại kiếm trong tay Diệp Huyên không chút do dự mà bổ thẳng vào thân thương khiến nó nát vụn trong chớp mắt. 8 người kia lập tức thối lui mười mấy trượng, máu trào khỏi miệng. Diệp Huyên cũng trở lại vị trí cũ, khóe miệng cũng tràn ra một ngụm máu. Lấy một địch 8. Mộ Thanh Huyền quan sát từ nơi xa với vẻ bình thản ung dung nơi đáy mắt, nhưng trong lòng đã không khác gì sông cuộn biển gầm. Mỗi một tên đạo binh của học viện Thương Mộc đều là những người tinh nhuệ nhất, vạn dặm mới tìm được một, vậy mà Diệp Huyên có thể một mình đối đầu với 8 người. Đây phải là ưu nghiệt bậc nào cơ chứ? Phải đối đầu với một kẻ thế này chắc chắn là quyết định ngu xuẩn nhất trong suốt trăm năm qua của học viện Thương Mộc, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao mà thôi. Chẳng lẽ lại cúi đầu trước sư đồ Diệp Huyên ư? Thương Mộc đã mất đi nhiều cường giả như vậy, làm sao có thể chấp nhận chuyện ấy? Nếu cúi đầu, toàn bộ uy danh của Thương Mộc tuyệt đối sẽ đổ sông đổ biển. Tuyệt đối không thể. Phải đánh. Đôi mắt Mộ Thanh Huyền chậm rãi khép lại, khẽ khàng nhúc nhích ngón tay trỏ. Mấy cái bóng quỷ quyệt lặng lẽ xuất hiện giữa trận quần ẩu. Gần như cùng lúc, Lục Bán Trang bỗng nhiên xuất hiện, tay phải hóa thành trường vỗ vào những cái bóng đó. Quỳnh. Mặt đất nổ tung, luồng sức mạnh áp đảo đẩy lui những cái bóng kia. Sát thủ. Chương 276, một khắc sau, ta vô địch. Nhóm Dạ Ly cũng nhanh chóng đến gần Lục Bán Trang và Diệp Huyên, ai nấy đều bày ra vẻ phòng bị. Đạo binh không đáng sợ nhưng bọn sát thủ xuất quỷ nhập thần này thì rất phiền, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là có thể bay đầu như chơi. Lăng Hàn đứng kế Lục Bán Trang đưa tay lên lau khóe miệng, thấp giọng nói, những người kia hẳn không phải là đạo binh của thế giới ngầm. Chúng hoặc là chưa đến, hoặc đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ hay phân phó. Diệp Huyên nói với Lục Bán Trang, cô theo họ ngăn cản bọn sát thủ, chủ yếu để ta. Sau đó xách đại hắc nhảy bổ vào các đạo binh Thương Mộc. Lăng Hàn thì thầm, đại tỷ đi giúp Diệp ca đi, chúng ta sẽ tự đề phòng. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên đang tung hoành nơi kia, chuẩn bị ra tay thì thấy hắn mở bừng hai mắt. Xẹt xẹt. Hai tia kiếm quang bắn ra như tia chớp. Hai tên đạo binh trước mặt Diệp Huyên bị đánh bay xa mấy chục trượng trong chớp mắt. Chúng vừa đứng vững lại được thì kiếm đại hắc đã bổ xuống ngay đỉnh đầu. Bất chợt, 5, 6 tên đạo binh khác xuất hiện, 5 ngọn thương đồng loạt lao ra, tất cả đều nhắm vào chỗ yếu hại của Diệp Huyên. Hắn không tránh không né, để mặc cho 5 mũi thương nhọn hoắt lao đến.
nhưng chúng lại không thể đâm vào cơ thể hắn. Đại địa chi giáp ẩn giấu dưới lớp y phục của Diệp Huyên là một tầng nhuyễn giáp màu vàng đang kiên cường chặn lại những mũi thương kia. Phát hiện mũi thương bị cản lại, năm tên đạo binh biến sắc. Một khắc sau đó, một thanh phi kiếm chém bay đầu một tên. Máu tuôn như suối. Bốn tên còn lại cấp tốc lui về mười mấy trượng, trợn mắt nhìn Diệp Huyên đầy kiêng kỵ. Diệp Huyên bình thản đứng tại chỗ, nhưng thật ra nhuyễn giáp dưới y phục đã bị biến dạng nghiêm trọng, thân thể cũng không tránh khỏi tổn thương. Thực lực của hắn hiện giờ chỉ có thể thúc giục tối đa ba phần uy lực của đạo tắc, không đủ để đại địa chi giáp ngăn cản một chiêu toàn lực của một cường giả thần hợp cảnh chứ đứng nói đến năm người. Miễn giáp có thể cản lại phần lớn sát thương như vậy đã là biến thái vô cùng rồi. Vẻ nghiêm trọng hiện ra trên mặt những tên đạo binh, chúng không ngờ Diệp Huyên không những có thể ngăn lại một kích toàn lực của năm người mà còn có thể chém chết một người. Diệp Huyên bỗng biến mất tại chỗ, mấy tên đạo binh đổi sắc mặt nhưng không lùi lại mà vọt lên. Kiếm đại hắc tuy mạnh nhưng không đủ linh hoạt, vì vậy Diệp Huyên thu nó về, thay bằng liên tú. Cầm kiếm trong tay, thân hình Diệp Huyên cũng trở nên linh hoạt hơn, liên tục qua lại giữa 6, 7 tên đạo binh, từng tia kiếm quang chấn động mà ra. Trong nhất thời, không ai làm gì được ai. Bên kia, nhóm Lục Bán Trang cũng đang chống lại những đạo binh khác. Bản thân Lục Bán Trang không ra tay mà luôn âm thầm đề phòng đám sát thủ. Trong số những người ở đây, chỉ có nàng ta và Diệp Huyên có khả năng ngăn lại sát thủ thế giới ngầm, vì vậy không thể tích cực tham chiến mà phải tận lực ngăn cản chúng, bằng không nhóm Lăng Hàn sẽ gặp nguy hiểm. Trận chiến đang diễn ra giữa 12 người và 9 người, bỗng chốc lại thành bế tắc. Cùng lúc đó, trong một dãy núi vô tận nọ, một bầy thương ưng vỗ cánh trao liệng. Con nào con nấy đều sở hữu bề ngang ít nhất 10 trượng và đều là thông u cảnh. Con đầu đàn có dáng vóc to lớn hơn khoảng hơn 20 trượng, đôi mắt sắc lẻm như dao cạo, đôi cánh khi dương ra khép lại đều tạo ra một dòng khí cuồn cuộn. Trên lưng thương ưng là một người thanh niên hơn 20 tuổi, dáng vẻ cục cằn thô lỗ, trên mặt có một chòm râu. Gã ta quay đầu gầm lên, mẹ nó tụi bây chưa ăn cơm hả? Nhanh lên cho ông. Rồi lại nhìn về phía xa, gần giọng, học viện thương mộc, thế giới ngầm. Muội muội ta mà có mệnh hệ gì thì lục cuồng ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Lại ở một dãy núi khác, một người đàn ông cưỡi trên lưng con sói khổng lồ với thân hình không thua gì châu mộng, chạy băng băng trên đường núi gập ghềnh dễ dàng như trên đất bằng. Ông ta quắc mắt nhìn về trước, cả giận thốt lên, mẹ. Thằng Lăng Hàn vô dụng, có đánh nhau thôi mà cũng không thắng được, mất hết mặt mũi nhà họ Lăng rồi. Ông mà gặp được mi thì lôi ra đánh cho bằng chết. Trên dòng sông nọ, một cô gái áo xanh nhẹ nhàng tung mình trên mặt nước như đi trên mây. Nàng ta dõi mắt nhìn về phương xa, khóe môi cong lên thành nụ cười ma mị, lục bảo bối phải theo ta đấy nhé, bằng không thì. Yêu nghiệt trên bảng yêu nghiệt, ra tay một lần ít nhất 100 triệu đồng vàng, hì hì. Chấm chấm chấm. Quay lại với trận đại chiến của nhóm Diệp Huyên. Mộ Thanh Huyền quan sát nhóm Diệp Huyên hồi lâu, sau đó đột nhiên giơ tay phải lên rồi hạ xuống. 1.000 kỵ binh hạng nặng đường quốc bỗng lao vào nhóm Diệp Huyên. Đồng thời, hơn 30 cường giả thần hợp cảnh và mấy cái bóng quỷ quyệt không biết từ đâu ra xuất hiện từ 4 phương 8 hướng. Ha ha! Một chàng cười như pháo nổ vang lên, Diệp Huyên là ai? Ngô Diệp ta đến mượn thủ cấp ngươi đây. Ngô Diệp, người đứng thứ 3 trên bảng võ. Mộ Thanh Huyền cười. Ngoài ra còn có một số người nữa vọt đến. Bọn họ đều đến đây vì tiền thưởng, trước đó tuy không dám ra tay nhưng khi thấy học viện thương mộc bắt đầu tấn công toàn diện thì không còn cố kỵ gì nữa mà nhập bọn. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên vặn vẹo đi vì phẫn nộ, gầm lên với nhóm Lục Bán Trang, bảo vệ ta trong một khắc. Một khắc sau, ta vô địch. Vừa dứt lời, hắn rút kiếm đại hắc ra. Sau đó không chút do dự mà đâm phập nói vào cơ thể. Quỳnh. Trong nháy mắt, đại hắc hóa thành dòng năng lượng ồ ạt tràn vào cơ thể Diệp Huyên. Khí tức khắp người hắn dâng lên như bão tố, ngay cả liên tú cũng rung động không ngừng, khí tức không ngừng dâng cao. Bảo vệ Diệp ca. Lăng Hàn thét lên, 11 người nhanh chóng vây thành vòng tròn quanh Diệp Huyên. Chương 277, liều mạng bảo vệ. Diệp Huyên đứng ở trung tâm. Khí tức cả người dâng lên ngùn ngụt. Kiếm liên tú chấn động kịch liệt, không ngừng tham lam ngấu nghiến năng lượng từ kiếm đại hắc, muốn nuốt chửng đối phương. Vào thời khắc này, Diệp Huyên không còn tâm trí để quan tâm đến bất cứ chuyện gì cả,
Trong đầu hắn chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất, đột phá. Lăng không cảnh vẫn chưa đủ, hắn bắt buộc phải đạt đến thông u cảnh. Khi ấy những người xung quanh mới giật mình nhận ra cảnh giới hiện tại của Diệp Huyên. Thử nghĩ mà xem, hắn mới đến lăng không cảnh đã có thể giết chết cường giả thần hợp cảnh, khi đến thông u cảnh sẽ còn thế nào nữa? Cách đó không xa, Mộ Thanh Huyền cũng đã nhận ra tình hình đang dần trở nên nghiêm trọng, vẻ thong dong trên mặt cũng trở thành nghiêm túc. Nếu để Diệp Huyên đột phá từ lăng không cảnh đến thông u cảnh. Suy nghĩ này khiến đồng tử Mộ Thanh Huyền co rụt lại, nhìn về phía tay phải, thốt lên, nếu ngươi giết được hắn, thưởng thêm 100 triệu đồng vàng, 500.000 linh thạch cực phẩm. Nhưng không ai đáp lại, sắc mặt ông ta trầm xuống. Giữa chiến trường, nhóm Lục Bán Trang tạo thành vòng tròn kín kẽ quanh Diệp Huyên. Trước mặt họ là 1.000 kỵ binh hạng nặng Đường Quốc đang rầm rập lao tới khiến mặt đất dưới chân cũng rung chuyển, chưa kể đến 19 tên đạo binh từ Học viện Thương Mộc, sát thủ thế giới ngầm ẩn nấp và cái tên đứng thứ 3 trên bảng võ Ngô Diệp. Chỉ xem xét tương quan lực lượng thì bên Diệp Huyên hoàn toàn không chiếm được ưu thế nào. Nhưng 11 người bọn họ, tính cả Lục Bán Trang là 12, vẫn kiên quyết tử thủ quanh Diệp Huyên, không lùi lại dù chỉ nửa bước. Lục Bán Trang bỗng nhiên nhích lên trước một chút, lấy bánh nướng ra cắn một miếng rồi lại cất đi. Những người khác. Sau đó nàng ta ngồi xổm xuống, dùng tay phải xoa nhẹ trên mặt đất, cả người bỗng trở nên yên tĩnh. Rồi đột nhiên, Lục Bán Trang ngẩng đầu, ấn mạnh tay xuống, đại địa băng. Rình. Chu vi trăm trượng quanh Lục Bán Trang rung lên như gặp địa chấn, mặt đất trước mặt nổ tung, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa ồ ạt tràn ra từ những vết nứt. Đội ngũ kỵ binh bị nó ép phải dừng bước, những tên đi đầu phải đứng mũi chịu sào trực tiếp nát vụn, máu tưới đỏ đất. Lục Bán Trang vẫn chưa kết thúc, nàng ta nhảy lên không trung, xoay ngược lại rồi lao vút vào giữa đám kỵ binh. Ầm. Một âm thanh vang dội nổ ra từ giữa đám lính, kèm theo là vô số tên bị thổi bay khắp bốn phía. Mộ Thanh Huyền nhìn Lục Bán Trang bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi chuyển hướng sang Diệp Huyên, giết hắn trước. Phải giết Diệp Huyên. Mấy tên đạo binh, những cái bóng quỷ quyệt và một vài cường giả lập tức xông đến vị trí mục tiêu. Lăng Hàn là người đầu tiên tiến lên, hắn ta siết chặt cây thương trong tay, mắt không rời khỏi kẻ địch đang lao tới, cười to các huynh đệ, hôm nay nếu không may tử trận, kiếp sau vẫn sẽ làm huynh đệ, không được thiếu ai đấy. Vừa dứt lời, hắn ta nhún người nhảy lên cao, khí tức toàn thân tăng vọt, cả người lẫn thương ầm ầm lao xuống. Thân thương tỏa ra từng tia thương mang và thương ý chói lòa, đi đến đâu đều xé rách không trung đến đấy, dẫn tới những tiếng nổ đôm đốp không ngừng. Ở dưới, thân hình Giả Ly cũng chợt trở nên mờ ảo. Một khắc sau, đất dưới chân vụn vỡ, hắn ta hóa thành một cái bóng lao đi. Những người còn lại cũng bất chấp mà tiến lên. 10 người đối mặt với 19 đạo binh, 1.000 kỵ binh hạng nặng và bọn sát thủ quỷ quyệt, làm sao có phần thắng bây giờ? Giao tranh vừa nổ ra, bọn họ đã bị đàn áp. Lục Bán Trang nóng lòng muốn chạy đến hỗ trợ nhưng lại bị một nhóm kỵ binh lì lợm ngăn cản. Huỵch! Một thanh niên ngã xuống trước mặt Diệp Huyên, máu tươi ồ ạt trào ra nhiễm đỏ răng miệng. Hắn ta lau chúng đi, đặt một chiếc nhẫn xuống, Diệp ca, ta là Vương Minh. Trong đây, đây là những gì ta tích góp, giúp ta mang về cho mẫu thân ta. Nhi tử bất hiếu, không thể chăm sóc bà. Ngập ngừng dừng lại, hắn ta bỗng vùng dậy nhào ra chiến trường như một gã điên không còn gì để mất, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị một ngọn thương đâm thủng ngực. Thân thể Vương Minh cứng lại. Đôi mắt hắn ta đờ đẫn dõi về chân trời, sau đó không còn ánh sáng. Tên đạo binh rút ngọn thương ra, hùng hổ xông về phía Diệp Huyên. Khi còn cách mấy trượng, ngọn thương trong tay đạo binh đâm tới nhưng một người thanh niên khác đã xuất hiện, không chút nề hà lao đến, mặc cho mũi thương đâm vào bụng mình. Hắn ta không những không dừng lại mà còn tiếp tục dướn về trước, để mũi thương xuyên thủng qua người, đồng thời chùy thủ trong tay cũng cắm gọn lỏn vào cổ họng tên đạo binh. Phụt! Hai bên cùng đổ máu. Thanh niên kia thất thểu lui lại đến trước Diệp Huyên, chiếc nhẫn trên tay hắn ta rơi xuống, Lý Phong. Nói xong, đôi mắt ấy đã nhắm lại. Chương 278, các huynh đệ đã cố hết sức. Một bóng người nữa xuất hiện Lăng Hàn. Cả người hắn ta chi chít vết thương, tay phải đã có vô số vết nứt, gần như không cầm nổi thương nữa. Hắn ta đưa lưng về phía Diệp Huyên, ngước lên nhìn 6, 7 tên đạo binh vẫn đang hùng hổ xông đến, Diệp ca à, các huynh đệ thật sự đã cố gắng hết sức rồi.
Khi chiếc nhẫn trên tay đã rơi xuống theo từng lời được thốt ra, khóe miệng Lăng Hàn cong lên đầy dữ tợn, toàn lao vào đám đạo binh. Đúng lúc ấy, một bàn tay đã đè vai hắn ta lại. Diệp Huyên. Hắn chậm rãi đi về phía trước, bước chân khẽ sững lại trước thi thể Lý Phong. Khi nhìn lên đám đạo binh còn cách hắn mấy trượng, trên mặt là nước mắt giàn giụa. Diệp Huyên ngửa đầu ra sau, gầm lên phẫn nộ, giết. Ù. Kiếm minh vang lên, một thanh kiếm bay vút ra từ cơ thể hắn. Cách đó mấy trượng, một tên đạo binh còn chưa kịp hoàn hồn đã bay đầu. Mộ Thanh Huyền thu hình ảnh ấy vào trong mắt, sắc mặt tái mét, thông u cảnh đỉnh cao. Chân kiếm. Diệp Huyên biến mất, một khắc sau, lại một tên đạo binh bị chém đầu. Giết trong nháy mắt. Hai tên đạo binh còn lại biến sắc nhưng thanh kiếm đã xoáy vun vút đến chỗ chúng. Một tên cuống cuồng vung thương lên cản lại. Đầu thương chuẩn xác đâm vào mũi kiếm Liên Tú, nhưng vừa tiếp xúc đã bị chẻ đôi dễ dàng như đậu hũ. Kiếm quang lóe lên. Hai cái đầu lần lượt bay ra ngoài giữa hai cột máu phun như suối. Chỉ trong nháy mắt, đám đạo binh xông đến trước Diệp Huyên đã bị giết sạch sẽ. Hắn không dừng lại ở đó, nhấc chân xông về trước. Một cảnh tượng kỳ lạ rồi lại sờn gai ốc xuất hiện, Diệp Huyên đi đến đâu, người chết trong nháy mắt đến đó. Từng kiếm đoạt mạng trong giây lát, không một ai đỡ được. Thế cục lập tức thay đổi khi hắn gia nhập. Mộ Thanh Huyền trợn trừng đôi mắt nhìn Diệp Huyên, sắc mặt trắng bệch. Hắn đột phá đến thông u cảnh đỉnh cao đã có thể giết đạo binh học viện Thương Mộc dễ như trở bàn tay, nếu để hắn lên đến thần hợp cảnh thì sẽ thế nào nữa? Gương mặt ông ta vặn vẹo đi, bàn tay phải mở ra để lộ một lá thư đang bốc cháy. Không lâu sau, một ngọn lửa xuất hiện ở chân trời. Tín hiệu. Mộ Thanh Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, người này phải chết. Diệp Huyên vẫn điên cuồng lao vào chém giết, từng cái thủ cấp rời khỏi cổ trên đường hắn đi qua. Kiếm của hắn, không ai có thể cản. Hắn đã nuốt chừng được kiếm đại hắc, không cần sử dụng đại địa chi lực cũng có thể tùy tay giết chết cường giả thông u cảnh. Người mạnh, kiếm cũng mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, những tên lính vây quanh Diệp Huyên đã chết như ngả dạ, những tên còn sống và mấy cường giả đến từ Thanh Châu cũng cuống quýt lùi lại. Diệp Huyên hiện giờ căn bản gặp ai giết nấy, không thể ngăn cản. Những nhóm đạo binh kia cho dù đã mất đi năm, sáu người dưới tay Diệp Huyên, hiện chỉ còn lại bốn, năm người vẫn kiên quyết không lùi, ném mình vào trận tử chiến. Lùi lại. Mộ Thanh Huyền quát lên. Những đạo binh ấy bỏ ngoài tai mệnh lệnh. Thấy chúng không màng tất cả mà nhào về phía Diệp Huyên, Mộ Thanh Huyền phẫn nộ, đồ ngu. Một tên đạo binh bỗng quay lại nói với ông ta, chúng ta đã thề sẽ bảo vệ tôn nghiêm của học viện Thương Mộc. Sau đó quả quyết nhào vào tấn công. Diệp Huyên biến mất. Một tia kiếm quang lóe lên, lại một cái đầu đạo binh bay ra ngoài. Máu phun như suối. Diệp Huyên xuất hiện sau lưng tên đó, tay trái vung ra, kiếm Liên Tú chuẩn xác rơi vào. Thấy bốn tên đạo binh khác đã vọt đến trước mặt, hắn mở bừng mắt. Xoẹt xoẹt. Hai tia kiếm quang đâm thủng giữa mày hai tên đạo binh. Tốc độ quá nhanh cộng thêm khoảng cách quá gần đã chấm dứt tính mạng hai tên ấy khi chúng còn chưa kịp phản ứng. Khi kiếm quang vừa xuyên qua hai tên đạo binh kia, Diệp Huyên lại biến mất. Xoẹt xoẹt. Hai tên còn lại bỗng cứng đờ như tượng, sau đó là hai cái đầu rời khỏi cổ. Diệp Huyên cũng không phải toàn vẹn gì, trên người hắn đã đổ máu, vai trái đã bị một ngọn thương đâm xuyên. Hắn cất bước đi đến bên Lăng Hàn, thấy người thanh niên vẫn siết lấy vũ khí trong tay, đầu đã rũ thấp tựa vào thân thương, ngực không còn phập phồng nữa. Diệp Huyên bỗng khuỵu xuống. Không ngừng dập đầu, gào khóc nức nở như một đứa trẻ. Chương 279, trả thù. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên bên tai Diệp Huyên, Diệp ca. Ta vẫn chưa chết đâu. Nghe thấy giọng nói này, thân thể Diệp Huyên khẽ run, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này Lăng Hàn đang nhìn xuống hắn, mặc dù khóe miệng hắn ta đang không ngừng chảy máu, nhưng hắn ta thực sự chưa chết, còn đang cười. Diệp Huyên sững sờ. Sau đó hắn đứng dậy ôm lấy Lăng Hà. Xung quanh, đám người Giả Ly còn sống cũng chạy lại ôm chặt hắn ta. Lục Bán Trang ở bên cạnh nhìn đám người Diệp Huyên, sau đó nàng ta ngồi bệt dưới đất, lấy ra một cái bánh nướng bắt đầu chậm rãi gặm. Gặm rồi lại gặm, miếng bánh nướng đã biến thành màu đỏ. Thê thảm. Trong trận chiến này, cả hai bên đều cực kỳ thê thảm. Gần 100 kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc đã chết.
Một số võ giả đến từ khắp Thanh Châu ở xung quanh cũng chết hơn mấy chục người, hơn nữa trong đó, đạo binh của học viện Thương Mộc không một ai sống sót. Mà bên nhóm người Diệp Huyên cũng thê thảm giống vậy. Lý Phong và Vương Minh đã chết trận, Cam Vô Vi và những người còn lại cũng bị thương nặng, đặc biệt là Lăng Hàn và Dạ Ly, hai người không phải bị thương nặng mà là đã mất nửa cái mạng. Giờ đây cả hai đã hoàn toàn mất sức chiến đấu, không chỉ hai người họ, những người còn lại cũng có thể nói là không còn sức chiến đấu nữa. Mà xung quanh họ, các binh sĩ của Đường Quốc vẫn chưa rút lui. Một lát sau, Diệp Huyên bước tới trước mặt Lý Phong và Vương Minh, nhìn thi thể của họ, đám người Diệp Huyên im lặng. Diệp Huyên đứng trước mặt Lý Phong và Vương Minh một lúc rất lâu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Lý Phong, hẹn kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Kiếp sau làm huynh đệ. Sau khi Diệp Huyên dàn thi thể hai người họ ra, hắn nhìn sang đám người Lăng Hàn, dưỡng thương. Đám người Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, mỗi người ăn một viên đan kim sang. Diệp Huyên xoay người lại đi tới trước mặt Lục Bán Trang, Lục Bán Trang đang ngồi dưới đất, hai tay nàng ta đã be bét máu thịt. Diệp Huyên ngồi xổm xuống, xin lỗi, ta đã không bảo vệ được họ. Lục Bán Trang quay đầu nhìn về phương xa, một lát sau nàng ta lắc đầu, khi ra trận, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên quay sang nhìn Diệp Huyên, hãy bảo vệ những người còn sống cho tốt, bởi vì hiện tại họ đều gọi ngươi là đại ca. Đại ca. Hai hàng chất lỏng trong suốt chậm rãi tràn ra khỏi khóe mắt Diệp Huyên. Lục Bán Trang nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Huyên, họ sẵn sàng chết vì ngươi, chứng tỏ họ sẽ không hối hận, cũng không muốn ngươi áy náy. Ngươi cũng không nên áy náy, việc ngươi phải làm bây giờ đó là trả thù cho họ. Trả thù. Diệp Huyên đứng lên, quay người đối diện với Mộ Thanh Huyền ở cách đó không xa, ông ta đang nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Huyên nhếch mép cười, nếu học viện Thương Mộc các ông đã muốn chơi, Diệp Huyên ta sẽ chơi với các ông đến cùng. Kiếp này không phải ta chết thì là học viện Thương Mộc các ông bị diệt vong. Mộ Thanh Huyền hờ hững nói, chúng ta đã như thế từ lâu rồi. Dứt lời, ông ta giơ tay phải lên rồi phất nhẹ. Ầm ầm. Một đoàn kỵ binh bỗng nhiên xuất hiện ở phía xa, có khoảng hơn 3.000 người. Kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc. Ngoài ra còn có mấy ngàn bộ binh Đường Quốc ở xung quanh. Ngự Lâm Quân. Lần này, gần như toàn bộ lính tinh nhuệ của Hoàng cung Đường Quốc đều ra trận. Đây là cược một thắng hai thua thật sự. Không chỉ thế, 40 người đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộ Thanh Huyền, cả 40 người này đều là thần hợp cảnh. Ngoài những người đó ra còn có một số sát thủ đang nấp trong bóng tối. Những sát thủ này mới là người đáng sợ nhất, bởi vì không biết họ sẽ ra tay lúc nào. Ngay lúc này, Lục Bán Trang bỗng chỉ vào Ngô Diệp ở cách đó không xa, khi nãy hắn ta đã đánh lén Vương Minh. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía Ngô Diệp đứng thứ ba bảng võ cách đó không xa, sau đó hắn nhắm mắt lại, hai tay từ từ nắm chặt. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, đồng tử Ngô Diệp bỗng co rút lại, sau đó tay phải hắn ta siết thành nắm đấm, hai gối hơi khuỵu xuống, tay phải thụt ra sau rồi chợt đấm về phía trước. Hắn ta gào thét, nguyên khí băng. Một cú đấm được tung ra, một luồng năng lượng quyền ấn kèm theo hơi thở đáng sợ chấn động phát ra từ hắn ta. Quyền ấn mạnh mẽ và hơi thở ấy lập tức nghiền nát không khí xung quanh, khu vực này trở thành một vùng chân không. Mà lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nhảy bật lên, một tia kiếm quang chém thẳng xuống. Nhất kiếm định sinh tử. Nhát kiếm này khiến năng lượng quyền ấn kia lập tức nổ tung tóe, sau đó một bóng người rơi xuống sau lưng Ngô Diệp. Chính là Diệp Huyên. Người Ngô Diệp cứng đờ, sau một giây yên lặng, phần giữa hai đầu lông mày hắn ta bỗng nứt toạc, máu phun ra. Một phát giết chết. Nhất kiếm định sinh tử của Diệp Huyên lúc này mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Phải nói là không gì có thể so sánh được. Sau khi một phát giết chết Ngô Diệp, Diệp Huyên quay người đối diện với bên cạnh Mộ Thanh Huyền đứng cách đó không xa, bên cạnh ông ta lặng lẽ xuất hiện một bóng người. Ám chủ của thế giới ngầm Thanh Châu. Một trong các cao thủ hàng đầu ở Thanh Châu. Ám chủ bỗng lên tiếng, vẫn chưa bắt đầu. Đợi họ chữa thương. Mộ Thanh Huyền lạnh nhạt nói, đạo binh của học viện Thương Mộc ta đã chết sạch, thế nào, vẫn chưa đủ sao? Giọng nói tuy bình tĩnh nhưng lại tràn đầy lửa giận. Bởi vì lúc trước hai bên đã bàn bạc với nhau, khi đạo binh của học viện Thương Mộc vừa ra trận, đạo binh của thế giới ngầm sẽ xuất hiện ngay, nhưng thế giới ngầm chỉ phái tới vài tên sát thủ,
Những sát thủ này đều không phải là đạo binh của thế giới ngầm Trung Thổ Thần Châu. Đến tận lúc này, đạo binh của thế giới ngầm vẫn chưa xuất hiện. Ám chủ im lặng một lúc rồi đáp, đến hơi muộn. Mộ Thanh Huyền lắc đầu cười, đến muộn. Ám chủ ơi ám chủ, người con mẹ nó là lợn ư. Nhiệt độ quanh đây lập tức trở nên lạnh lẽo. Chương 280, Diệp Thổ Phỉ, ông đây đến rồi. Mộ Thanh Huyền nhìn ám chủ chầm chầm, ông ta chỉ vào Diệp Huyên ở cách đó không xa, nhìn thấy chưa? Hắn ta đã vượt qua thông u, võ giả thông u bình thường không cản được một kiếm của hắn ta. Đây là hậu quả của việc các ngươi dùng mưu kế đấy. Trong khi học viện thương mộc ta liều mạng với hắn ta, các ngươi lại ở sau lưng tính toán những việc này, thế giới ngầm các ngươi đều là lợn hả? Tức giận. Không thể nghi ngờ Mộ Thanh Huyền vô cùng tức giận. Nếu trước đó đạo binh của thế giới ngầm ra tay cùng lúc với đạo binh của học viện thương mộc, họ sẽ có cơ hội rất lớn để giết đám người Diệp Huyên. Nhưng thế giới ngầm đã không làm vậy. Mà là đứng nhìn đạo binh của học viện thương mộc bị giết sạch. Ám chủ vẫn chưa lên tiếng, Mộ Thanh Huyền đã cười khẩy, đúng đúng, thế giới ngầm các ngươi muốn dùng đạo binh của học viện thương mộc ta giết bớt đám người Diệp Huyên, sau đó các ngươi xuất hiện chiếm hời. Giờ ngươi đã đạt được mục đích, nhưng học viện thương mộc ta không chơi nữa. Diệp Huyên không cần phải chết, giữ lại hắn ta và đám người này để chúng tiếp tục trưởng thành, hy vọng tới lúc đó thế giới ngầm các ngươi có thể diệt trừ chúng. Nói xong, Mộ Thanh Huyền xoay người bỏ đi. Đúng lúc này, ám chủ bỗng lên tiếng, Mộ huynh chớ kích động, việc này là do thế giới ngầm chúng ta sai, xin huynh hãy đặt đại cục lên hàng đầu. Mộ Thanh Huyền dừng bước, ông ta cười mỉa, đặt đại cục lên hàng đầu. Ám chủ, Diệp Huyên này vốn là một yêu nghiệt. Ngươi lại cho hắn ta cơ hội hết lần này tới lần khác. Ngươi có biết, nếu hôm nay hắn ta không chết, sau này thế giới ngầm của ngươi và học viện thương mộc ta sẽ đối mặt với điều gì không? Ám chủ khẽ gật đầu, Mộ huynh, nếu là vậy thì kế tiếp hai bên chúng ta ai cũng không nương tay. Nếu giết được đám người Diệp Huyên, học viện thương mộc huynh sẽ chiếm 70% số của cải trên người chúng, thế nào? Mộ Thanh Huyền lạnh lùng nhìn ám chủ, không nói lời nào. Hiển nhiên ông ta đã đồng ý. Ám chủ nói, vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi. Đương nhiên đạo binh của thế giới ngầm đều là sát thủ, chắc chắn sát thủ không thể chiến đấu trực diện. Bởi vì họ làm thế sẽ bị giảm sức chiến đấu đi rất nhiều. Mộ Thanh Huyền ngẩng đầu lên nhìn đám người Diệp Huyên ở cách đó không xa, Diệp Huyên đang cầm kiếm liên tú đứng trước mặt đám người Lăng Hàn, hắn cứ thế đứng đấy, toàn thân như một thanh kiếm lộ rõ vẻ sắc bén. Vẻ mặt Mộ Thanh Huyền dần dần trở nên dữ tợn, giết. Ông ta vừa dứt lời, mấy ngàn kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc đột nhiên phát động tấn công, mấy ngàn kỵ binh tấn công cùng một lúc sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Giờ phút này mặt đất rung chuyển. Mà hai bên mấy ngàn kỵ binh này còn có 3.000 ngự lâm quân. Khoảng 40 cao thủ thần hợp cảnh sau lưng Mộ Thanh Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, xông thẳng về phía đám người Diệp Huyên. Ngoài ra còn có một nhóm sát thủ của thế giới ngầm trong bóng tối chưa xuất hiện. Đường cùng chân chính. Lần này có thể nói học viện thương mộc và thế giới ngầm đã điều động toàn bộ tinh nhuệ mà họ có thể điều động. Từ góc độ đội hình, có thể nói bên phía học viện thương mộc và thế giới ngầm chiếm ưu thế tuyệt đối. Mặc dù là vậy, nhưng Mộ Thanh Huyền vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cũng không nắm chắc. Bởi vì đám người Diệp Huyên mang đến cho họ rất nhiều bất ngờ. Ở phía xa, Diệp Huyên cầm kiếm liên tú chắn trước mặt đám người Lăng Hàn, kiếm liên tú trong tay hắn không ngừng dao động, đồng thời lúc này trên người hắn toát ra một luồng chiến ý mãnh liệt. Chiến ý. Chiến. Lúc này trong đầu Diệp Huyên không có suy nghĩ gì, chỉ có chiến. Thật ra với thực lực của hắn hiện tại, muốn giết người tạo đường chạy trốn là rất có khả năng, nhưng hắn không có ý nghĩ chạy trốn. Bởi vì sau lưng hắn là đám người Lăng Hàn. Hắn đã sẵn sàng chết trận. Nếu có thể sống, các anh em phải cùng nhau sống sót, cùng nhau lang bạt, vậy đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu không thể sống thì các anh em phải cùng chết. Lục Bán Trang đột nhiên đứng bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta nhìn những người đang xông tới mà trên mặt không có biểu cảm gì, hơn nữa còn lấy ra một cái bánh nướng để gặm. Diệp Huyên bỗng lên tiếng, ta biết một người, nàng ấy cũng thích ăn giống cô, không lúc nào là không ăn. Lục Bán Trang nhìn Diệp Huyên, hắn lại nói, ta cảm thấy nếu các cô ở cạnh nhau, chắc chắn sẽ rất thú vị. Kỳ An Chi và Lục Bán Trang ở cạnh nhau. Nghĩ đến hình ảnh này, Diệp Huyên đột nhiên bật cười. Nếu thật là vậy thì chắc chắn sẽ rất thú vị,
Một người cầm bánh bao, một người cầm bánh nướng. Lục Bán Trang cất bánh nướng, nhìn về nơi xa, có thể là trận chiến cuối cùng. Diệp Huyên gật đầu, ta rất vui khi được quen biết các cô. Lục Bán Trang khẽ nói, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ nhé. Diệp Huyên cười ha hả, được thôi, kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Hắn nói xong thì định lao ra, nhưng lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Mọi người nhìn về phía bên phải, cuối tầm mắt nơi đó thình lình xuất hiện một mảng đen ngòm kia càng lúc càng đến gần họ. Yêu thú. Thứ đang tới là một bầy yêu thú, loại nào cũng có, khoảng hơn 10.000 con. Mà trên lưng cự hổ dẫn đầu có một người đang ngồi, người này chính là Bạch Trạch. Bạch Trạch. Bạch Trạch cưỡi cự hổ, y nhìn về phía Diệp Huyên hét lên, Diệp thổ phỉ, ông đây đến rồi. Còn ta nữa. Cách Bạch Trạch không xa còn có một người đàn ông ngồi trên lưng cự hổ là Mạc Vân Khởi. Hai người này. Diệp Huyên ngây người. Và ngay lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía chân trời, một lát sau nàng ta khẽ nói, họ đã đến. Chương 281, giết, không chừa một tên. Đã đến. Lục Bán Trang vừa dứt lời, ngay sau đó một đám diều hâu bỗng xuất hiện ở cuối chân trời xa xa. Đội lính đánh thuê thứ 9. Trên chiến trường, các binh sĩ đường quốc lần lượt dừng lại, 3.000 kỵ binh hạng nặng và mấy ngàn lính tinh nhuệ đường quốc đồng loạt xoay người, bày thế trận sẵn sàng đón quân địch. Giờ phút này, họ kiêng dè Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, người dẫn bầy yêu thú xông tới hơn. Trên lưng yêu thú, Bạch Trạch bỗng thét lên, Diệp thổ phỉ, nên làm gì đây? Diệp Huyên ngẩng đầu lên nhìn Bạch Trạch, giết, không chừa một tên, không chừa một tên. Bạch Trạch giận dữ gào thét, giết, không chừa một tên. Y vừa dứt lời, bầy yêu thú đột ngột tăng tốc độ. Lúc này mặt đất rung chuyển dữ dội. Phía trước mấy ngàn kỵ binh, một tướng lĩnh kỵ binh đột nhiên giơ cao trường kiếm, xông lên. Xông lên. Gã vừa nói xong, mấy ngàn kỵ binh đồng thời xông lên, không chỉ vậy, mấy ngàn lính tinh nhuệ đường quốc cũng xông lên theo. Đúng lúc này, một đám diều hâu đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sau đó 20 người nhảy xuống, một người đàn ông thô kệch dẫn đầu bước nhanh đến trước mặt Lục Bán Trang, khi thấy bộ dạng của nàng ta, mặt gã lập tức trở nên dữ tợn, mẹ nó, là ai làm? Lục Bán Trang im lặng nhìn người đàn ông thô kệch. Mà lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng chỉ vào đám cao thủ thần hợp cảnh đã dừng lại ở phía xa. Người đàn ông thô kệch quay người nhìn đám cao thủ thần hợp cảnh, tay phải gã xòe ra, một thanh trọng đao xuất hiện trong lòng bàn tay gã. Sau đó gã cầm trọng đao lao về phía đám cao thủ thần hợp cảnh, không chừa một tên. Không chừa một tên. Đám người sau lưng người đàn ông thô kệch cũng lao ra theo. Diệp Huyên đang định ra tay thì Lục Bán Trang lắc đầu, không cần. Diệp Huyên hơi khó hiểu. Lúc này, cách đó không xa chợt vang lên một tiếng hét thảm thiết. Diệp Huyên ngoảnh lại, khi nhìn thấy tình hình chiến đấu ở phía xa, hắn lập tức sững sờ. Bởi vì khi hơn 40 cao thủ thần hợp cảnh đối đầu với nhóm người của người đàn ông thô kệch, họ lập tức bị đánh bại. Áp đảo chân chính. Mặc dù họ đều là thần hợp cảnh, hơn nữa số lượng người bên phe học viện thương mộc còn nhiều hơn, nhưng họ hoàn toàn không phải đối thủ của nhóm người đàn ông thô kệch. Chênh lệch thật sự quá lớn. Có thể nói nhóm người đàn ông thô kệch còn mạnh hơn rất nhiều so với những đạo binh mà học viện thương mộc phái tới trước đó. Ở bên khác, vẻ mặt Mộ Thanh Huyền cực kỳ khó coi, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn ám chủ hét lên, ra tay đi chứ. Ra tay. Sau phút chốc im lặng, ám chủ lắc đầu, đã kết thúc rồi, đi thôi. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất không còn tăm hơi, mà những sát thủ của thế giới ngầm đang ẩn nấp trong bóng tối ở xung quanh cũng biến mất theo. Nhìn thấy đám người ám chủ rời đi, mặt Mộ Thanh Huyền trở nên cực kỳ dữ tợn. Ở phía xa, đám cao thủ thần hợp cảnh muốn chạy trốn. Nhưng họ lại phát hiện mình hoàn toàn trốn không thoát. 20 người đối diện họ có tốc độ nhanh hơn họ nhiều. Tuy vậy nhưng họ vẫn lựa chọn chạy trốn. Họ đã không còn lòng tin chiến đấu nữa. Lúc này, người đàn ông thô kệch cách đó không xa đột nhiên giận dữ quát, không được buông tha một kẻ nào. Không được buông tha một kẻ nào. Lần lượt từng người trong đám cao thủ thần hợp cảnh muốn chạy trốn ngã xuống. Mà ở bên khác, khi các cao thủ đến từ khắp Thanh Châu vốn định ra tay kia nhìn thấy cảnh tượng này, họ không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt,
Kiếm Liên Tú như một tia chớp lóe lên giữa chiến trường, nơi nào Kiếm Liên Tú đi qua cũng sẽ kéo theo một vệt máu. Một phát giết chết. Không ai có thể cản được một kiếm của Diệp Huyên. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rên và tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ chưa tới 20 nhịp thở, chung quanh Diệp Huyên đã có hơn 30 thi thể. Một giọt máu chậm rãi nhỏ xuống từ trên thân Kiếm Liên Tú trong tay Diệp Huyên. Mà lúc này, đội lính đánh thuê thứ 9 cách đó không xa cũng đã ngừng chiến đấu, dưới chân họ cũng có khoảng 40 thi thể. Không còn ai cả. Tất cả đều bị giết sạch. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi ở phía xa, lúc này bầy yêu thú mà Bạch Trạch dẫn tới đang chiến đấu kịch liệt với kỵ binh hạng nặng của Đường Quốc, có thể nói thực lực hai bên ngang ngửa nhau. Dù sao những kỵ binh hạng nặng và bộ binh này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Đường Quốc. Diệp Huyên cầm kiếm bước về phía đám binh sĩ Đường Quốc, lúc này một ông lão xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người đến chính là quốc lão của Đường Quốc. Quốc lão nhìn Diệp Huyên, Đường Quốc chúng ta rút quân, chuyện này dừng tại đây. Rút quân. Giờ đây Đường Quốc đã thấy rõ, sau khi đám người học viện Thương Mộc bị đánh bại, Đường Quốc không còn đường lui nào nữa. Bởi vì Diệp Huyên có một đám bạn trung thổ thần châu như thế, những người này không phải đáng sợ một cách bình thường, cộng thêm binh lực của Khương Quốc, có thể nói, sợ rằng chỉ có Ninh Quốc mới có thể chống lại được. Hơn nữa, không ngờ Đường Quốc cảnh nội lại xuất hiện yêu thú, số lượng còn nhiều như vậy. Trận chiến này càng không thể đánh. Không thể đánh. Diệp Huyên cầm kiếm đi tới trước mặt quốc lão, muốn kết thúc là kết thúc. Xin lỗi, ta không muốn kết thúc ở đây. Nói xong. Hắn cầm kiếm biến mất tại chỗ. Ở phía xa, một tia kiếm quang xanh lục đột nhiên lao thẳng vào nhóm kỵ binh hạng nặng Đường Quốc. Chỉ trong chốc lát, 5, 6 tên kỵ binh hạng nặng lập tức bị chém chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt quốc lão cực kỳ u ám, không biết ông ta đang suy nghĩ gì. Một bên khác, nhóm người đàn ông thô kệch bước đến trước mặt Lục Bán Trang, người đàn ông thô kệch đang định nói thì nàng ta đã lao về phía đám kỵ binh hạng nặng ở phía xa. Người đàn ông thô kệch ngây người, sau đó gã cũng cầm đao xông về phía đám binh sĩ Đường Quốc. Chương 282, tàn sát. Sau khi Lục Bán Trang và người đàn ông thô kệch gia nhập, tình thế cuộc chiến lập tức nghiêng về một phía. Tàn sát. Đám người Diệp Huyên toàn là thiên tài trong thiên tài, sao những binh sĩ này có thể cản được họ? Những người này ai cũng có thể lấy một địch mấy mươi. Quan trọng nhất là họ có thể giết chết những kỵ binh và tướng lĩnh bộ binh tinh nhuệ kia một cách chính xác. Cứ vậy, chẳng bao lâu sau, những kỵ binh hạng nặng và binh sĩ kia càng lúc càng ít đi. Rút lui. Giọng nói của quốc lão bỗng nhiên vang lên. Lúc này những binh sĩ Đường Quốc mới bắt đầu lần lượt rút lui, họ vừa rút lui thì càng yếu thế hơn, vậy nên cũng càng nhiều người chết hơn. Quốc lão siết chặt hai tay, ông ta nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Huyên. Trong mắt lộ rõ sát ý. Ông ta thực sự muốn ra tay. Nếu ông ta ra tay sẽ có thể ngăn cản đám người Diệp Huyên. Dù đám người Diệp Huyên có yêu nghiệt cũng không yêu nghiệt tới mức có thể chống lại cao thủ vạn pháp cảnh. Thế nhưng ông ta không dám ra tay. Bởi vì một khi ra tay, cả Đường Quốc có thể sẽ bị diệt vong. Một kiếm tiên thật sự có thể dễ dàng tiêu diệt một tiểu quốc. Khoảng 7-8 phút sau, đám người Diệp Huyên dừng lại. Xung quanh họ toàn là chân tay bị cụt và thi thể, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Tàn sát. Diệp Huyên quay đầu nhìn quốc lão đứng cách đó không xa, đã thấy chưa? Quốc lão nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cậu là võ giả, họ là binh sĩ, lấy thân phận võ giả tàn sát binh sĩ, cậu đắc ý lắm sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta là võ giả, nhưng ta lại là người Khương Quốc. Ta chỉ biết, nếu những binh sĩ này của các ngươi tiến vào Khương Quốc, không biết bao nhiêu dân chúng của Khương Quốc ta sẽ trở nên giống họ bây giờ. Chiến tranh rất tàn khốc. Có thể tưởng tượng ra nếu binh sĩ Đường Quốc tiến vào Khương Quốc cảnh nội sẽ trở nên như thế nào. Quốc lão nhìn kỹ vào Diệp Huyên, sau đó xoay người biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyên đi tới trước mặt Bạch Trạch và Mạc Vân Khởi, hai người họ nhìn Diệp Huyên, cuối cùng Bạch Trạch trầm giọng nói ta về Mang Sơn nên mới đến muộn. Diệp Huyên lắc đầu, không muộn. Chỉ là bầy yêu thú của các ngươi đã vào Đường Quốc bằng cách nào? Bạch Trạch giải thích, giữa các nước có biên giới, nhưng với yêu thú thì không có biên giới. Chúng ta có thể đi băng qua núi lớn hiểm trở nhất, chúng ta đã tới đây bằng cách đó. Diệp Huyên gật đầu, sau đó hắn xoay người đi đến trước mặt người đàn ông thô kệch, mấy người họ cũng đang nhìn Diệp Huyên.
Diệp Huyên nói, cảm ơn. Người đàn ông thô kệch lạnh nhạt bảo, cảm ơn cái gì? Cũng không phải chúng ta tới giúp ngươi. Nói xong, gã quay sang nhìn Lục bán trang, về nhà với ca. Lục bán trang hờ hững đáp, không về. Người đàn ông thô kệch khẽ thở dài, muội cũng nên nguôi giận đi. Thật đấy, gần đây tính tình của cha nóng nảy hơn, còn thường xuyên trầm mặc ngồi một mình trong sân, chắc chắn ông ấy cũng hối hận, về cùng ca đi. Lục bán trang nhìn Diệp Huyên, muội đã là thành viên của đội lính đánh thuê phỉ quân. Lính đánh thuê phỉ quân. Người đàn ông thô kệch cau mày, lính đánh thuê phỉ quân gì cơ? Nói xong, gã quay sang nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên trả lời, ta vừa sáng lập một đội lính đánh thuê, ta là đại ca. Đại ca. Nghe vậy, những người sau lưng người đàn ông thô kệch lập tức cười phá lên. Đúng lúc này, đám người Lăng Hàn bước tới sau lưng Diệp Huyên. Người đàn ông thô kệch quan sát Diệp Huyên, một tên mù lòa như ngươi làm đại ca của muội muội ta. Ngươi. Diệp Huyên đột nhiên chĩa trường kiếm vào người đàn ông thô kệch, đừng nói nhảm, lại đây, đánh trước một trận. Đánh trước một trận. Người đàn ông thô kệch nhìn Diệp Huyên cười nói, dũng cảm lắm, hợp khẩu vị của ông, vậy thì đánh một trận đi. Dứt lời, tay cầm trọng đao của gã lập tức bổ về phía Diệp Huyên. Thần hợp cảnh đỉnh cao. Hơn nữa còn là một tông sư đao đảo. Diệp Huyên không hề nhiều lời, vừa giơ tay lên thanh kiếm đã đâm ra. Nhất kiếm định sinh tử. Khi Diệp Huyên phóng kiếm, nụ cười của những người sau lưng người đàn ông thô kệch lập tức cứng đờ. Tông sư kiếm đạo. Một tông sư kiếm đạo chưa đầy 20 tuổi, dù là ở trung thổ thần châu cũng khó gặp. Một đao một kiếm vừa chạm vào nhau. Ầm. Diệp Huyên và người đàn ông thô kệch liên tục lùi nhanh về sau, mỗi người lùi một bước, mặt đất rung chuyển dữ dội rồi rạn nứt. Lúc này, Diệp Huyên và người đàn ông thô kệch đồng thời ngừng lại. Người đàn ông thô kệch nhìn đại đao trong tay mình, vết rạn trên đại đao của gã đang lan ra, không chỉ thế, cánh tay gã cũng nứt ra. Người đàn ông thô kệch ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, song tu kiếm thể. Tay trái Diệp Huyên bỗng nhiên nắm chặt, ngay sau đó, một luồng chiến ý quét qua. Chiến ý. Tông sư võ đạo. Người đàn ông thô kệch nhắm mắt lại, tam tu võ thể kiếm. Diệp Huyên gật đầu, hắn bước tới trước mặt người đàn ông thô kệch, Diệp Huyên, kết bạn chứ. Người đàn ông thô kệch nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, cuối cùng gã nói, lục cuồng. Khóe miệng Diệp Huyên khẽ cong lên, có hứng thú làm chút chuyện lớn không? Lục cuồng hỏi, nói nghe xem. Diệp Huyên xoay người nhìn về phương xa, tới Hoàng Cung Đường Quốc, mượn ít tiền của quốc chủ Đường Quốc. Lục cường nhìn Diệp Huyên, kiểu mượn không trả sao. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, ta không phải loại người như thế. Bên cạnh, Mạc Vân Khởi lập tức nôn. Chương 283, ngày tàn của Đường Quốc. Nhóm Diệp Huyên lặng lặng đứng trong một khu rừng nọ. Trước mặt họ là hai ngôi mộ của Lý Phong và Vương Minh, được an táng theo quy củ chết đâu chôn đó của đội lính đánh thuê. Diệp Huyên chôn chân trước hai ngôi mộ một hồi lâu mới khẽ khàng thốt lên, kiếp sau vẫn làm huynh đệ. Sau khi hắn đi rồi, đến lượt Lục bán trang bước tới ngồi xổm xuống trước hai ngôi mộ, đặt hai chiếc bánh lớn lên nền đất, kiếp sau vẫn làm huynh đệ. Nhóm Lăng Hàn cũng lần lượt đến từ biệt. Trong đó Cam Vô Vi ôm mộ Lý Phong nức nở hồi lâu. Khóe mắt những người khác cũng ngấn lệ. Bọn họ kết bạn đi từ Trung Thổ Thần Châu đến đây, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, vậy mà nhân số càng ngày càng ít. Nhưng thế giới này tàn nhẫn như vậy đấy. Nếu không biết phấn đấu và cố gắng thì người vĩnh viễn sống không bằng một con chó. Không ai muốn sống trong tủi nhục cả, Thảo Anh liệt chết đi còn hơn. Đoàn người Lục cuồng đứng sang một bên cũng rơi vào im lặng. Những người từng trải qua nỗi đau khi mất đi bạn bè, huynh đệ không chỉ một lần như họ hiển nhiên hiểu được tâm tình hiện giờ của nhóm Diệp Huyên. Hôm nay còn cùng nhau thưởng rượu, ngày mai đã mất đi một người. Ngươi sẽ không bao giờ biết được, bất ngờ và ngày mai, cái nào sẽ đến trước. Một chốc sau, nhóm Diệp Huyên bắt tay vào dọn dẹp chiến trường. Những người mất mạng dưới tay họ đều không phải hạng tầm thường, đồ vật mang theo tất nhiên cũng không phải thứ soàng xính. Nửa canh giờ sau, cả bọn lên đường, thẳng tiến đến Hoàng Cung Đường Quốc. Diệp Huyên cưỡi trên lưng một con sói đen, hai bên là Lục Cuồng và Lục Bán Trang, phía sau là Bạch Trạch, Lăng Hàn và đội lính đánh thuê thứ 9. Nếu tính cả những yêu thú mà Bạch Trạch mang đến thì bọn họ đã tương đương với một binh đoàn tinh nhuệ. Đoàn người cứ thế xông thẳng đến Hoàng Cung, đi đến đâu thắng đến đó,
không một ai dám cản đường họ. Đế đô Đường Quốc sôi trào, người người luống cuống. 100.000 kỵ binh giáp đen Đường Quốc đang đóng quân ngoài lưỡng giới thành tức tốc lui binh về bảo vệ đế đô. Quân đội Đường Quốc đóng giữ các nơi cũng dùng tốc độ nhanh nhất quay về Hoàng Cung. Hoàng Cung là cơ quan đầu não tối cao của Đường Quốc, nếu nó sụp đổ thì đất nước này chẳng khác gì trở thành một cái vỏ rỗng, chạm vào là sụp. Không chỉ có quân đội chính quy mà những võ giả bình dân cũng nháo nhào trở về đế đô Đường Quốc khi ngày vong quốc đã cận kề. Đế đô Đường Quốc. Nhóm Diệp Huyên tiếp tục nghênh ngang thẳng tiến đến Hoàng Cung mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào trên đường. Bởi vì một khi cường giả vạn pháp cảnh không ra tay thì không ai có năng lực ngăn họ lại cả. Không bao lâu sau, họ đã đặt chân đến bên ngoài Hoàng Cung Đường Quốc. Cổng vào im lìm đóng chặt, trên tường thành là mấy nghìn cung tiễn thủ chỉnh tề xếp hàng. Trước cổng Hoàng Cung chỉ có một người đang đứng, đó chính là vị quốc lão Đường Quốc. Ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, mở miệng hỏi, muốn đồng quy vu tận thật ư. Nhưng điều này đối với mọi người. Đúng lúc ấy, một tia kiếm quang chợt lóe lên, mấy tên binh sĩ đang đứng trên tường thành bỗng chốc bay đầu. Vào giây phút Diệp Huyên ra tay, nhóm Lục Cuồng cũng đã lập tức xông lên tường thành, nhanh chóng giết chết mười mấy cung tiễn thủ. Với sự gia nhập của nhóm Bạch Trạch và Lăng Hàn, cán cân thế cục nhanh chóng nghiêng về một phía. Sau đó, Diệp Huyên bỗng vung tay, một thanh phi kiếm xuất hiện chém về phía cổng Hoàng Cung, biến nó thành một đống gạch vụn sau một âm thanh điếc tai. Phía sau cánh cổng là hơn 2.000 ngự lâm quân Đường Quốc. Ai nấy đều nhìn nhóm Diệp Huyên chòng chọc, trong mắt không hề có sợ hãi mà chỉ có quyết tâm liều chết đến cùng. Bởi vì họ đã không còn đường lui nào nữa ngoại trừ tử chiến. Diệp Huyên không nhiều lời, trực tiếp cầm kiếm liên tú xông lên, theo sau hắn là bầy yêu thú gần chục nghìn con. Từ đầu đến cuối, hắn không thèm liếc mắt đến quốc lão dù chỉ một lần. Thái độ này khiến gương mặt ông ta trở nên u ám, hai tay siết chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyên vọt thẳng vào đám lính, mỗi một lần liên tú vung lên là một cái đầu đẫm máu lại bay ra. Có bầy yêu thú cùng tham chiến, đám lính càng chết như ngả giả. Nửa khắc sau, số lính trên tường thành đã hoàn toàn bị tiêu diệt, quanh Diệp Huyên là xác chất thành đống, máu chảy thành dòng. Chương 284, tìm ai khác lên làm quốc chủ đi. Trước tình hình ấy, quốc lão vẫn không hề ra tay. Không phải là ông ta không muốn, mà là ông ta không dám. Không chỉ vì sau lưng Diệp Huyên là một vị kiếm tiên, mà còn vì trong đám người đến từ trung thổ thần châu như Lục Cuồng kia, có ai là người bình thường không? Không. Vì vậy việc ông ta ra tay có thể sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Không có ai ngăn cản, nhóm Diệp Huyên càng tiến sâu vào lòng Hoàng Cung, chẳng mấy chốc đã đến trước những bậc thềm đá rộng thênh thang gần trăm trượng. Ở trên bậc cao nhất là một người đàn ông trung niên khoác long bào, chính là quốc chủ Đường Quốc. Vây quanh ông ta là một vài binh sĩ, thần tử, thậm chí có cả phi tử. Dù sao trong thời đại này, nữ giới luyện võ cũng không phải là ít. Thấy Diệp Huyên cầm kiếm tiến tới, những binh sĩ vây quanh quốc chủ lập tức sấn lên che chắn trước mặt ông ta. Nhưng quốc chủ lại bước ra. Sau lưng ông ta là một lão già đeo một cặp song đao trên lưng, đôi mắt vẫn luôn lom lom nhìn Diệp Huyên từ những phút đầu, chưa một lần rời đi. Quốc chủ lắc đầu cười khẽ, ta tính toán hết thảy, lại không tính đến ngươi. Không ngờ Đường Quốc ta lại vì ngươi mà rơi vào cục diện thế này. Diệp Huyên quay lại nói với nhóm Lục Bán Trang. Vào lục soát đi, cái gì mang đi được thì lấy hết. Ai dám ngăn cản, thì giết sạch Hoàng Cung này. Giết sạch. Những lời này khiến nhóm người Đường Quốc giận sôi máu, vậy mà tuyệt nhiên không có một ai ra tay. Người đánh được thì không dám đánh, người đánh không lại thì đương nhiên càng không dám. Dưới tình huống ấy, Lục Bán Trang dẫn đầu đoàn người xông thẳng vào quốc khố Đường Quốc, khoáng sạch Hoàng Cung. Bọn Lăng Hàn phấn khích vô cùng. Đây là Hoàng Cung. Là kho dự trữ của một quốc gia đó. Lần đầu tiên được cướp bóc Hoàng Cung thế này, ngay cả nhóm lính đánh thuê Lục Cuồng cũng sinh lòng phấn khởi. Những binh lính và cường giả Đường Quốc kia căn bản không dám ngăn cản họ mà chỉ tập trung vào nhất cử nhất động của Diệp Huyên. Họ biết những lời giết sạch Hoàng Cung mà thiếu niên này nói tuyệt đối không phải giỡn chơi. Chỉ cần có người dám ra tay, toàn bộ Đường Quốc sẽ biến thành luyện ngục trần gian trong nháy mắt. Trong phút chốc, toàn trường chợt trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên, vô số võ giả rầm rập vọt vào Hoàng Cung, tiếc rằng khí thế ngút trời ấy lập tức vụn vỡ khi những hình ảnh trước mặt đập vào mắt.
Bởi vì dưới chân nhóm Diệp Huyên không chỉ là một vài thi thể mà là đến 5, 6.000 thi thể. Toàn bộ hoàng cung bị chôn vùi trong mùi tanh nồng của máu. Ra tay ư? Không ai dám cả. Nếu Diệp Huyên tấn công, bọn họ chắc chắn sẽ dùng toàn lực đồng quy vu tận cùng hắn, nhưng vấn đề là hắn lại cứ đứng đó. Quốc chủ Đường Quốc nhìn chằm chằm Diệp Huyên với tay phải siết chặt. Đồng quy vu tận ư? Đường Quốc đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng quy vu tận với Diệp Huyên nếu hắn ra tay. Đường nào cũng là chết, sao không liều mạng một phen? Nhưng một khi Diệp Huyên còn án binh bất động ở đó, ngay cả quốc chủ cũng không có ý định chết chùm chứ đừng nói đến những binh lính khác. Nếu có thể sống thì ai lại muốn chết cơ chứ? Cùng lúc ấy, nhóm Lục Bán Trang đang điên cuồng vơ vét tất cả những gì có giá trị trong quốc khố Đường Quốc, mà đã là quốc khố thì có cái gì là không có giá trị đâu. Chưa được bao lâu, nhẫn chứa của bọn họ đã đầy ắp vật phẩm, cũng may họ tìm thấy mười mấy cái nhẫn khác trong bảo khố, tuy không nhiều nhưng cũng đủ rồi. Trước thềm đá, Diệp Huyên và bầy yêu thú vẫn giằng co trong im lặng cùng quốc chủ Đường Quốc. Số võ giả xuống lại càng lúc càng đông nhưng vẫn không ai dám ra tay. Quốc chủ Đường Quốc chưa muốn chết, vì vậy cũng không ra tay nốt, bằng không đã sớm hạ lệnh đồng quy vu tận cùng Diệp Huyên. Khoảng nửa giờ sau, đoàn người Lục Bán Trang và Lục Cuồng lục tục đi ra, ai nấy đều mang nụ cười hưng phấn kéo dài đến tận mang tai. Nhóm Lục Bán Trang lập tức đi đến bên Diệp Huyên khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Đúng lúc ấy, một đội quân từ các thành trì lân cận hùng hổ xông vào cửa hoàng cung, bị bầy yêu thú do Bạch Trạch chỉ huy chặn lại. Nhóm người Lục Cuồng và Lục Bán Trang nhìn sang Diệp Huyên. Bây giờ đánh hay không? Nếu đánh thì sẽ là một trận chiến đổ máu, bởi vì lực lượng hiện giờ của Đường Quốc không ít người, hơn nữa phần lớn còn là quân đội. Tất nhiên mọi quyết định đều nằm trong tay Diệp Huyên, hắn nói đánh thì mọi người đều sẽ đồng lòng. Người nắm quyền quyết định đi đến trước mặt quốc chủ Đường Quốc, nói ta cho ông hai lựa chọn. Thứ nhất, theo ta trở về Khương Quốc, tự mình đàm phán cùng quốc chủ nước chúng ta. Thứ hai, ta giết ông. Đàm phán. Quốc chủ Đường Quốc nhếch mép, ý ngươi là làm tù binh. Ta đường đường là người đứng đầu một nước, ngươi lại bảo ta phải thúc thủ chịu trói. Suy nghĩ nhiều rồi, ta cho ngươi biết. Bất thình lình, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên chém ngang một đường. Nhanh đến mức không ai phản ứng kịp. Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm tất cả. Quốc chủ Đường Quốc trợn tròn mắt nhìn hắn với vẻ khó tin. Sau đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, thủ cấp hắn ta bỗng chốc lìa khỏi cổ trong một cột máu tươi ướt đẫm. Những người khác ngây ra như bị sét đánh. Giết luôn rồi ư? Đừng nói là người Đường Quốc, đến cả nhóm Lục Bán Trang cũng ngây ngẩn. Diệp Huyên thông thả lau vết máu trên kiếm liên tú. Nhẹ nhàng nói, không đến Khương Quốc thì xuống địa ngục thôi. Đoạn hắn hất cằm với hoàng thất Đường Quốc đang túm tụm lại cách đó không xa, tìm ai khác lên làm quốc chủ đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Người khác. Chương 285, tên nào thông minh hơn một chút lên đi. Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Những binh sĩ và võ giả của Đường Quốc đều sững sờ ngay tại chỗ. Quốc chủ của Đường Quốc cứ thế bị giết rồi. Trước đó không phải nói muốn đàm phán sao? Đàm phán một câu không vừa ý thì giết luôn. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn về phía Diệp Huyên. Tức giận. Mọi người đều tức giận. Chuyện này thật sự là một nỗi sỉ nhục với Đường Quốc. Vì thế, một vài võ giả Đường Quốc hăng máu xông thẳng về phía Diệp Huyên. Có người ra tay, những người còn lại cũng không sợ nữa, đều muốn ra tay, mà đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, Lục Bán Trang cũng biến mất cùng hắn. Bịch 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 bịch. Phập 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 phập. Xung quanh đột nhiên vang lên tiếng nổ vang và tiếng xé rách, chẳng mấy chốc, Diệp Huyên và Lục Bán Trang trở về điểm ban đầu, mà nơi này lại có thêm mười mấy thi thể. Mà những người vốn dĩ muốn xông ra cùng cũng đều ngây người. Cứ thế bị giết chết trong nháy mắt rồi. Những người xung quanh lập tức không dám nhúc nhích. Đây là giết chết trong nháy mắt. Diệp Huyên cầm kiếm đi tới trước mặt đám hoàng thất của đại đường kia, không có ai làm quốc chủ đời tiếp theo à. Lúc này, một ông lão mặc áo bào đen đứng trước mặt Diệp Huyên, ông ta còn đeo hai thanh song đao ở sau lưng. Cao thủ vạn pháp cảnh. Tại đây chỉ có hai vạn pháp cảnh, một người trong đó là quốc lão của Đường Quốc, một người còn lại chính là ông lão mặc áo bào đen. Vẻ mặt Diệp Huyên không có chút cảm xúc, sao hả, cuối cùng vẫn không nhịn được muốn ra tay rồi à.
Lúc trước khi hắn đi tới đây thì đã cảm nhận được sát khí của ông lão áo bào đen này rồi. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, hai thanh song đao sau lưng ông ta không ngừng rung lên. Mà lúc này, Lục Cuồng ở một bên đột nhiên cười khẩy, sao nào, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ à? Nói xong, gã đi tới bên cạnh Diệp Huyên, chĩa đại đao trong tay về phía ông lão áo đen, Trung Thổ Thần Châu không thích ỷ lớn hiếp nhỏ nhất, nếu ông dám ra tay, ông đây sẽ lập tức gọi vạn pháp cảnh từ Trung Thổ Thần Châu đến đây. Mấy người Lăng Hàn cũng đều gật đầu. Vạn pháp cảnh. Sau lưng bọn họ ai không có vạn pháp cảnh? Ở Trung Thổ Thần Châu có một quy tắc bất thành văn, chính là chuyện của người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Nếu ỷ lớn hiếp nhỏ thì thật sự rất vô liêm sỉ. Cũng không dám làm. Trung Thổ Thần Châu có quá nhiều thế lực lớn, nếu người lớn tuổi ra tay thì nhất định sẽ đánh nhau đến mức đất trời tối tăm, vì vậy bên trên cũng nghiêm khắc cấm đoán việc này. Mà ở Thanh Châu thì khác, bên này là khu vực nhỏ, không có nhiều yêu cầu như thế. Nhưng tình huống bây giờ thì khác, vì mấy người Lục Bán Trang là đến từ Trung Thổ Thần Châu. Kẻ đứng sau những người này đều không đơn giản. Nếu thật sự muốn ỷ lớn hiếp nhỏ thì chắc chắn là trêu vào tổ ong vỏ vẽ. Đừng nói là Đường Quốc, dù là Học viện Thương Mộc hay Thế Giới Ngầm cũng không dám. Sắc mặt áo lão áo bào đen cực kỳ u ám. Lúc này ông ta mới phát hiện đây không chỉ đơn giản là chuyện giữa Diệp Huyên và Đường Quốc nữa, mà là chuyện giữa Đường Quốc và những người trước mặt. Phải nói rằng đây vốn dĩ là chuyện giữa Học viện Thương Mộc, Thế Giới Ngầm và Diệp Huyên, nhưng Đường Quốc lại cứ muốn xen vào. Một lát sau, ông lão áo đen lắc đầu tự tạo nghiệp. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Sau khi ông ta rời đi, Đường Quốc cũng chỉ còn lại một quốc lão vạn pháp cảnh. Càng không có lợi thế hơn. Diệp Huyên nhìn về phía đám hoàng thất của Đường Quốc kia, không ai ra mặt à. Lúc này, một thanh niên đứng dậy. Hắn ta nhìn thẳng vào Diệp Huyên, trong mắt không có chút sợ hãi, ta chính là thái tử của Đường Quốc. Diệp Huyên gật đầu, đến Khương Quốc không? Thanh niên nở nụ cười lạnh lùng, đi thì đi. Nhưng Diệp Huyên, ngươi phải nhớ, tất cả những gì ngươi làm với Đường Quốc ta hôm nay, sau này ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm lần, ngươi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên biến mất, chàng thanh niên trở nên im bặt. Đầu hắn ta bay ra ngoài. Máu tươi phun ra như suối. Thấy cảnh này, sắc mặt đám hoàng thất của Đường Quốc lập tức tái nhợt. Tay phải Diệp Huyên nhẹ nhàng rung lên, máu tươi trên thân kiếm Liên Tú lập tức biến mất, hắn cất kiếm đi, nhẹ giọng nói, ngươi không có sau này nữa rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía đám hoàng thất Đường Quốc đang tỏ vẻ sợ hãi kia, tên nào thông minh hơn một chút lên đi. Tên nào thông minh hơn một chút lên đi. Cũng không phải Diệp Huyên chưa từng nghĩ tới việc giết hết hoàng thất Đường Quốc, nhưng hắn muốn nhiều hơn thế nữa. Giết hết hoàng thất Đường Quốc cũng không phải là một chuyện tốt với Khương Quốc. Vì không còn hoàng thất Đường Quốc thì vẫn còn Đường Quốc, quân chủ lực của bọn họ vẫn còn. Nếu không còn hoàng thất Đường Quốc, bên trong Đường Quốc chắc chắn sẽ xuất hiện quân phiệt, dù chuyện này cũng là một chuyện tốt với Khương Quốc, nhưng vì sao không tự mình bồi dưỡng ra một quốc chủ bù nhìn cho Đường Quốc chứ? Quan trọng nhất là hoàng thất Khương Quốc bị diệt vong, những quân phiệt kia sẽ có thể thật sự cầm quân tự nổi dậy. Khi đó dù xung quanh Khương Quốc không còn Đường Quốc, nhưng sẽ có thêm một vài nước khác. Mà hoàng thất Khương Quốc còn, những quân phiệt kia sẽ không dám tự nổi dậy, cho dù bọn họ tự nổi dậy, sau này Khương Quốc cũng có thể danh chính ngôn thuận mượn hoàng thất Đường Quốc để xuất binh tiêu diệt. Thật ra làm như vậy rất phiền phức, nhưng cũng hết cách, nếu thật sự tàn sát hoàng thất Đường Quốc, mấy người bọn họ nhất định phải giết ra ngoài từ nơi này, giết những người này và những binh sĩ Đường Quốc chạy về đế đô kia, không giết hết được. Cũng chưa chắc sẽ giết được. Hắn không muốn người bên cạnh xảy ra chuyện. Trên người mấy người Lăng Hàn vẫn còn có thương tích, hoàn toàn không chịu được giày vò, bây giờ điều hắn phải làm là dẫn bọn họ ra ngoài an toàn. Lúc này, một thiếu niên bước ra, thiếu niên chỉ khoảng 15-16 tuổi, rõ ràng cậu ta hơi nhát gan, nhưng vẫn chọn ra mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.